Chào mừng các bạn đến với live stream buổi trưa hàng ngày trên kênh của Bằng. Hôm nay tập sáng thì như bình thường thôi nhưng mà tập lúc 9 giờ các bạn. Hôm nay không phải quay. Và hoàn thành xong cái cái xếp biron của video tập lưng. Tập lưng thì tập ưu tiên lát đang có video ưu tiên cho class lát. Nhưng mà bằng xếp xong quay xong thì mới gửi cho đội media khi mà các bạn media thì các bạn không hiểu chuyên môn thì phải xếp mình phải xếp các video các bạn ấy làm đẹp lại làm đẹp lại để cho mọi người dễ hiểu hơn thì thông thường phải ba bốn ngày mới xong một cái video đấy khi họ edit chi tiết thì nó khá là lâu khá mất thời gian Đã, tuần này không kịp để đăng video được hay tuần sau anh em ạ chúc anh em buổi trưa tuyệt vời hôm nay livestream sớm hôm nay là tổ chiều cuối tuần à trưa cuối tuần đúng không ạ. Thì cũng như thường lệ thôi buổi sáng. Và hôm nay tập không phải là sáng sớm mà là tập lúc 9 giờ thì uống một thiểu whey. Rồi làm một thìa pre gần một thìa pre thôi. Chứ đến một kỳ bằng đang đẩy tập luyện lên thì tập gần 2 tiếng rồi. Tập về thì bởi vì là hôm nay được cho con gà nguyên con nên là ăn gà thì không có uống whey sau tập nữa thì các bạn có bữa ăn xung quanh buổi tập và uống quay trước tập là được rồi nhiều người thích nếu mà không có bữa ăn sau tập thì bạn uống cũng được uống trước rồi thì thôi sau tùy thôi ạ tùy từng người thôi nhiều người hỏi rằng là tập sáng hay chiều thì tốt hơn thì theo mà nghĩ là nó tốt nhất là nó phù hợp với điều kiện sinh hoạt của các bạn là được còn nếu tính thời gian tính năng lượng ấy, thì kiểu gì buổi chiều nó cũng sẽ tốt hơn À, theo nghiên cứu khoa học thì cái giờ mở rộng nhất là từ 2 giờ đến 11 giờ thì còn nó có thân nhiệt cao hơn và cái những cái trao đổi chất trong cơ thể nó sẽ tốt hơn buổi sáng Nên bạn thuận tiện là được và có một điều tuyệt vời là nếu bạn tập sáng sớm thì năng lượng nó sẽ nhiều hơn năng lượng của chúng ta ấy, năng lượng ý là cái, cái happy với cuộc sống ấy, ngày mới nó sẽ tràn trề năng lượng hơn nó đến từ tinh thần thôi uống lucidin thường xuyên được không pro cũng không có nghiêm cấm gì nhưng mà mỗi loại thực phẩm bổ sung bổ sung vào thì tùy mục đích của các bạn và mình sẽ ưu tiên bởi vì cái nguồn nguồn tiền mình chi trả cho thực phẩm bổ sung để để bổ sung thêm vào với mục đích của mình thì nó tùy vào cái ưu tiên vào cái ngân sách của mình chi được ví dụ như năm bảy mươi nghìn cho một buổi ngày uống vô là nhiều Đỡ mỏi cơ đúng không anh à, Thì nó đủ thành phần các ba thành phần đa lượng là nó sẽ tốt hơn Mà nó sẽ hồi phục cơ bắp tốt hơn Và Omega 3 thì nó cũng là phát Nhưng nó hay thiếu Thường Omega 3 nó sẽ Nhiều hơn Omega Bằng không nhớ cái tỷ lệ nữa Có làm video về tỷ lệ Omega 3, Omega 6 Để Omega 6 nhiều hơn Omega 3 Thì nó sẽ dễ gây viêm thì phải Không nhớ lắm cái này Nhưng mà mình sẽ không bao giờ tính chính xác được Những cái đấy đâu thông thường hay thiếu là thiếu omega 3 là do mình ăn uống không đa dạng dinh dưỡng và dinh dưỡng tự nhiên ấy. Thì cái dễ nhất để bổ sung omega 3 là nguồn cà béo. Còn uh, khi mà đủ chất thì nó sẽ hồi phục tốt hơn bất kỳ cái nào. Omega 3 mà khi mà bạn mà kiêng phát nữa, bạn ăn chế độ ăn kiêng mà thường ăn ít phát đi thì phát nó là dung môi cho một nửa các vitamin khoáng chất trong cơ thể anh em. Rồi chào chị Nguyễn Thị Thu Huyền Chị Nguyễn Thị Thu Hiền Hôm nay hôm trước chắc là lỗi bàn phím Em vẫn nhớ là chị hay là không biết là Là nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Nhưng mà chị chỉ có lên không đọc được chữ Cho em xin bài bổ trợ Thêm cho ngực lệch mà an toàn không bị lệch xương do tập một bên <laughs> Nếu mà có tốt thì nó chả lệch xương đâu các bạn khi mà luôn luôn nén thành bụng là một này và luôn tư thế gồng trạng thái tĩnh của những cái cơ tham gia ví dụ như bài ngực mà bài đẩy ngực thì nó luôn luôn có ngực vai tới sau nhưng mà cơ lát của bạn cũng sẽ gồng bạn sẽ dìm xuống cái này cơ lát trap nó đều phải gồng để nó giữ cái tư thế thì nếu mà có máy thì tập một bên nó dễ hơn mà bạn có thể cầm một bên nhưng mà đẩy chỉ một bên thôi thì máy là dễ nhất và thứ hai là cái dễ hơn ấy là khi nào tập cũng thế thôi mình sẽ nghĩ về bên không thuận nhiều hơn bản thân bằng là như lúc nãy hôm nay bằng có tập ngực thì bằng tập ngực thì tập về máy Smith nhé mà những cái rep cuối là mình rướn mình cố tình nghĩ sang bên trái rồi nhưng mà nó rướn thì tay phải nó vẫn cứ đẩy thôi tay phải nó đẩy vẫn mạnh hơn và không thể nghĩ được sang bên trái để điều khiển nữa lúc đấy là gần như nó nặng quá ngưỡng của mình rồi là là nó auto thôi auto theo cái phản xạ có điều kiện của mình thôi. À, anh em tập mà bên nào không không thuận thì anh em nghĩ về bên đấy nhiều hơn, suy nghĩ về bên đấy nhiều hơn là cảm nhận cơ đấy. Để các bạn nhớ điểm nối của cơ. Thứ hai là bạn có thể tập cô lập thì dùng máy tập cũng được, còn dùng tạ đơn cũng tập được nhưng mà mình co phải khỏe mới giữ được thăng bằng tốt như thế. Nhiều người họ sẽ kiểu bài là họ cầm hai tạ đơn này nhưng mà họ đẩy một bên, một bên họ để nguyên, thì co nó cũng khỏe kể cả dùng cơ chéo bởi vì nó cũng phải tham gia rất nhiều. Anh nhận xét thế nào về quy tắc bàn tay cho những người không tính được calo? Em thì không dùng vì mỗi người có kích thước bàn tay khác nhau không? Anh không có cái này vì mọi thứ nhất này, mọi con số tính calo ấy thì nó không chính xác tuyệt đối được. Kể cả em có lỡ may không may em tính được cái calo đúng của mình ấy thì trong ngày em ăn uống em đo lường nó cũng là cái cái số không tuyệt đối được nó tương đối thôi và cách đo chỉ đơn giản nhất nếu mà anh em dễ dùng nhất không cần phải mua những cái app mà nó có bản quyền với gì ấy, thì anh em lên trên Google search cái app nào cũng được có cái TDA một chỉ số tương đối nó tương đối bởi vì thế này nữa này bởi vì mỗi ngày chúng ta sẽ hoạt động không giống nhau hoàn toàn có ngày bạn sẽ hoạt động nhiều hơn có ngày bạn hoạt động ít hơn thì TDE là tổng cái năng lượng của mình mà cần trong một ngày mà trong cơ thể mình là BMR cộng với tất cả sinh hoạt vận động của mình thì có phải ngày nào mình cũng sinh hoạt vận động nhiều như nhau đâu. Ví dụ có ngày mà mà trả bài nhiều cho cho vợ trả hạn thì TDE nó phải cao hơn cái ngày không phải trả bài cho vợ chứ. Đúng không ạ? Thì nó là tương đối nhưng mà anh em cứ đo lường và ở cái khoảng đấy thì anh em sẽ ăn theo cái khoảng đấy ví dụ như đo là thành 2 hai, hai nghìn rưỡi thì anh em ăn giả sử anh em tính toán là ăn hai nghìn ăn hai nghìn sau khoảng một tuần nếu nó đúng thì cơ thể nó sẽ thay đổi mà và khi mà thậm chí là anh em bắt đầu có cái tinh thần ăn kiêng rồi là bắt đầu tập luyện cũng nghiêm túc hơn thì lâu nay mặc dù vẫn tập nhưng bây giờ giả sử nhưng mà ăn kiêng thì muốn tập luyện nghiêm túc hơn trong sáng sáng vén cái bụng là thấy có múi xong lại tinh thần lên hơn thì tập luyện này nghiêm túc hơn thì có phải TDA nó lại thay đổi tiếp không? nên là tất cả các số nó đều phải đo lường khi mà mình tính ra rồi thì khi mình đo lường ban đầu là mình có cái mốc anh em có cái mốc để mình biết mình tăng hay giảm theo cái mốc đấy rồi chào uh, nguyễn Tần thắng anh chị cần tư vấn tin sang à cảm ơn bạn hỗ trợ uh, anh em, anh anh em mà ở bên YouTube muốn cần hỏi trực tiếp thì có thể sang gym bằng com nhé, thì nó có cái link để sang bên fanpage chính thức của bằng. Phụ nữ ngoài 40 tuổi hay bị đau và mỏi khớp gối uống Omega 3 D3 thì có đỡ hơn không? Người nhiều tuổi thì thông thường có có thể bổ sung glucosamine, Omega 3. Thì nếu mình ăn thiếu thì mình mới bổ sung quan điểm của anh là thiếu thì mới bổ sung Glucosamine thì nó tỷ lệ thiếu cũng nhiều Mà omega 3 cũng có tỷ lệ thiếu Bản thân bằng thì khi mà ăn uống thoải mái Thì bằng không bổ sung omega 3 Nhưng mà thời điểm này thì bằng có bổ sung omega 3 Nói thì mình nhớ là bằng sẽ livestream Và thường ăn bữa hôm nay là bằng ăn xong rồi Đây ví dụ bằng bổ sung cái này Với buổi trưa ăn xong ấy Thì omega 3 glucosamin uh, glucosamine và multivitamin thì multivitamin bình thường bằng cũng không bổ sung vì bằng ăn được đủ đa dạng nhưng mà siết thì bằng sẽ bổ sung hôm nay cũng chơi gần một con gà hơn nửa con gà <laughs> hơn nửa con gà 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 ta họ cho <laughs> rồi chào quốc thắng thế có những câu hỏi nữa là là các bạn nên tập máy hay là tập với tạ tự do Giả sử như đẩy ngược đi Thì nên tập máy hay tập với tạ tự do <laughs> Nó cũng tùy vào cái, cái xuất phát điểm hiện tại của bạn Và tùy vào cái trình độ tập luyện của bạn ấy Và cái cấu trúc buổi tập nữa Nhưng giả sử nếu bạn là người mới Mà mới hoàn toàn luôn Thì bạn đẩy ngược tự do Thì bạn sẽ khó một lúc nghĩ về nhiều nhóm cơ Để giữ ổn định Thì bạn cũng có thể là dùng máy để Chỉnh form cho mình được tốt hơn chỉnh form để vào cái form tập ngực ấy được tốt hơn vì thực tế thì cái chuyển động nó tương tự nhau chẳng qua là cái hình thức ở à, lên máy hay là trên tạ thôi Nhưng mà khi bạn quen với chuyển động đấy rồi thì bạn sẽ hãy hay quay ra tập với kỹ thuật ở trên tạ tự do và sau là người mới nha khi mà bạn đã tập được cả máy và cả tạ tốt rồi thì nếu lịch tập của bạn mà buổi ngực ấy thì bạn sẽ ưu tiên tập với tạ tự do ở đầu buổi ấy. thì lúc đấy cơ thể sẽ khỏe hơn nhưng mà khi tập với tạ tự do ấy thì những nhóm cơ giữ ổn định nó phải tham gia vào thì nó đồng thời nó giúp nó khỏe lên hơn cái nhóm cơ ổn định kể cả những nhóm cơ ở trong rotation cuff nó cũng phải giữ cơ khớp vai hay là phần lát trap ở phía sau nó cũng phải giữ cho xương bả vai để ổn định cơ thể và đến bài sau nữa nếu bạn sẽ yếu rồi đúng không bạn yếu rồi nhưng bạn vẫn muốn cùng một cái cường độ tác động lên cơ ngực thì bạn có thể tập với tạ à với máy vì máy thì khi nào nó đẩy nó đẩy tốt hơn cho được nặng hơn ấy đẩy tốt hơn cho cơ ngực có nghĩa là lũy tiến được lên cơ ngực nhưng vì tập sau rồi nên thời điểm đấy mình sẽ yếu hơn thì mình chỉ dành nguồn sức lực để tập cho cho cơ ngực thôi máy thì nó có sự hỗ trợ của máy mà nó có sự hỗ trợ của máy nên những tham gia giữ ổn định nó sẽ ít mất năng lượng hơn nhưng nếu mà bạn lạm dụng về máy quá mức bạn không tập với tạ tự do thì bạn phải có những bài bổ trợ cho nhóm cơ yếu đấy, không sau một thời gian những nhóm cơ chủ vận nó khỏe quá mà những nhóm cơ hỗ trợ nó yếu quá thì nó dễ gây ra chấn thương và bạn rất khó tăng tạ. Nhưng mà giả sử như bằng là bây giờ là giai đoạn muốn giảm ký xuống mà bằng là biết tập rồi, cơ giữ ổn định của bằng cũng không phải là yếu mà trong lịch tập của bằng thì cũng có những cái bài bổ trợ cho nhóm cơ nhỏ. Thế thì đầu buổi nếu bằng muốn bằng là khó phá vỡ giới hạn thích nghi rồi chẳng hạn, bằng muốn mình dễ phá vỡ giới hạn thích nghi hơn thì bằng chọn về máy tập trước luôn được, có thể là máy Smith, có thể là máy đẩy ngực. Nhưng máy Smith thì anh em để ý là cái giới hạn của nó một nó hơi có một chút xíu là nó fix cái đường đi của của tay mình nên nó có thể dễ gây cấn cái vai, đau cái vai thì nó vai thì cũng tùy độ linh hoạt cái khoảng trống giữa cái cái ổ chảo khớp vai và cái cơ và cái cơ trên gai, cái khoảng trống nó càng nhiều Thì vai bạn càng linh hoạt, càng đỡ bị chèn cơ trên gai Thì khi bạn Xét cái máy Đẩy ngực bằng Smith ấy, Thì gây cái ghế vào ấy, Thì bạn phải xét đúng ban đầu đã à, Thông thường nó sẽ an toàn hơn là Ở 45 đến 60 độ Cho người bình thường, nhưng cũng sẽ có những cái người Là họ linh hoạt thì họ để ở 70 độ Vẫn được, 75 độ vẫn được luôn Thì tùy vào từng người Và nếu mà ngực giữa đẩy ngực giữa thì có thể thanh đòn nó sẽ nằm ở ngay đầu ti hoặc trên ti một chút xíu nhưng đẩy ngực trên thì khi bạn để ghế khoảng tầm 30 độ thì thanh đòn nó sẽ nằm ở trên cái nấm ti của mình khoảng 3 4 phân gì đấy. Bạn cảm thấy nó không cấn và nếu mà bạn hạ sâu xuống mà nó bị cấn thì thì chúng ta cũng không cần hạ hết và nếu có ăn gian ăn gian ở những reps cuối gọi là ăn gian năm reps cuối là để dạng như kiểu phá vỡ giới hạn thích nghi thì mình sẽ ăn gian ở dưới này mình không cần lên hết cũng được vì ở dưới là lúc được kích thích nhiều nhất cơ ngực kích thích nhiều nhất tất nhiên là các bạn phải biết cách tập khi đúng rồi ấy, thì các bạn cảm nhận cơ là cách mình suy nghĩ vào nhóm cơ thôi khi nó kéo hay là nó duỗi ra nó cho kháng lực thắng thì mình đều phải nghĩ về cơ và luôn ớn ngực ngày nào cũng uống bia có ảnh hưởng gì không Uh, uống bia lợi ích thì nói ra nhiều, nói nhiều, mà nhiều khi nói mai chả nhớ gì nữa uh, vui hơn kích thích tinh thần nó là một phần của tinh thần <laughs> lợi ích, tác hại mất thời gian uh, cồn vào người nhiều thì là chất độc sau một khoảng thời gian cơ thể nó thích nghi với lượng cồn đấy và uống khỏe gọi là uống khỏe nhưng thực tất là tế là cái hệ miễn dịch cơ thể nó sẽ yếu hơn sự phản vệ nó kém hơn rồi thì nó yếu mọi thứ thì tùy cách lựa chọn của mình. <laughs> cái mất thời gian nhất là uống rượu bia nếu mà mình uống không có mục đích, không có ấy, uống tràn lan ấy thì nó mất thời gian nhất. Cho em hỏi về thời điểm uống quay em tập tối thì nên uống trước hay sau tập? Khi tập hay là sáng và sau khi tập ạ, à, gì nhỉ? Em tập tối thì nên uống trước và sau khi tập hay là sáng và sau khi tập ạ? À? Không hiểu nhỉ. Về thời điểm uống ơi em tập tối. Tập tối chứ không phải sáng đúng không? Tập tối. Ví dụ nha, nếu như mà em tập muộn quá thì cái bữa ăn chính của em ấy, cái bữa ăn chính của em là mấy giờ? Nếu mà bữa ăn của em lúc khoảng 6 giờ chiều xong thì 9 giờ tối em tập, 8 giờ tối em tập chẳng hạn thì em uống nó buổi uống sau tập cũng được. Nhưng giả sử là em ăn từ trưa sang mãi đến khuya mới tập không có gì ăn thì em uống vào một vào trước tập để nó mục đích là để nó tăng cái nồng độ axit amin cái cái chuỗi phân tử của protein ấy trong trong cơ thể cái thời điểm mình tập tốt nhất thì nó xung quanh buổi tập là được còn nó trước hay sau là để nó phù hợp với cái bữa ăn của các bạn. Nếu như sau tập xong bạn về bạn ăn ngay thì bạn uống trước tập cũng được. Giả sử như buổi sáng ấy, buổi sáng mình dậy là mình đói bụng thì mình uống trước tập để nó đỡ ách bụng và nó tăng thêm cái nồng độ axit amin vì sau 8 tiếng ngủ thì cái 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 lượng axit amin trong cơ thể thời điểm đấy của mình nó thấp xuống thì mình uống trước tập xong về mình ăn sáng sau cũng được nhiều người thậm chí uống trước tập xong uống sau tập vì ăn sáng là họ thiếu họ, họ ăn vội giả dạ hạn họ không chuẩn bị được đồ ăn thì tùy thôi nhưng mà bình thường bữa chính mà có điều kiện có thời gian ăn được đồ tự nhiên thì anh em cứ ăn đồ tự nhiên nhé ăn đồ tự nhiên thì ngoài cái protein ấy, cái thịt cá trứng sữa thì nó có nhiều vitamin khoáng chất. À, mình nếu mà giảm cân thì mình để ý calo của nó thôi, để ý calo của các nguồn đạm tự nhiên thôi. Sáng vừa thấy anh đăng bát cháo lòng thèm quá <laughs> là một bát luôn. <laughs> ăn thì mình biết rằng cái calo của nó là bao nhiêu là được. Trong cái dự nếu như em mà muốn giảm mỡ còn không giảm mỡ thì kệ thôi, ăn thì cứ ăn thôi còn như anh thì anh giả sử anh giảm vỡ nếu anh ăn lòng cháo lòng thì anh biết cái bát đấy là khoảng 400 trăm calo thế thì nó vẫn protein thì nó cũng chả có gì mấy đâu còn cũng không nhiều đâu có nhưng mà không nhiều thì anh giờ sẽ không tính nhiều đấy mình mà mình ăn cho sữa mà có cáp trong đấy cáp nó tỉnh người nếu như ông nào đang 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 giảm ký mà ăn bắt đầu ăn cắp chậm lại thì được ăn bát cháo lòng là rất là sướng nhưng mà ăn nó 300 calo rồi giảm đây là giảm thôi chứ không phải là giảm thi đấu các bạn nhá <laughs> à, uh, tầm 400 calo thì bạn trừ ra trong cái số đấy và mình đã có cáp rồi thì mình để ý nạp thêm những cái thứ còn lại phát và protein còn lại trong ngày để đủ cái calo dự kiến còn nếu nó vượt quá cái calo dự kiến của mình thì nó bằng cái TDA của mình cũng được mà giả sử như bạn đang muốn thâm hụt 500 thì hôm nay bạn tự thưởng cho mình một bát phở hay bát cháo lòng thì lâu nay bạn vẫn thâm hụt 500 mỗi ngày thì hôm nay bạn không thâm hụt được 500 thì bạn về TDA của mình thôi cho nó không có tăng đâu hoặc là mình sẽ vận động nhiều hơn khi mình ăn nhiều nếu như mà mình đang muốn kỷ luật để giảm giảm mỡ có điều là <laughs> ăn ăn một bữa thôi chứ còn ngày nào cũng ăn làm sao mà giảm nó khó hơn ăn cái đấy thì bạn phải trừ cái khác ra để đơn giản đấy thôi anh em trừ cái khác ra thì nó khó tính hơn vì khi nó calo nó cao quá nếu mà bạn đang ăn dự kiến thấp, cái lượng calo thấp mà nghìn rưỡi ấy, mà bạn làm bắt cháu lòng ấy thì trong ngày bạn phải phải tính những cái đồ bạn phải chọn lọc hơn những cái đồ nó ít calo hơn thôi. Chứ không phải là tập gym là không được ăn cái này, không được ăn cái kia đâu bạn. Siết vẫn ăn được. Kể cả kem siết vẫn ăn. Nhưng mà ăn thì mình lại phải trừ ra. Nó khó khăn hơn là mình phải lại chọn lọc cái đồ siết mà trên 8% phần trăm mới gì ấy chứ không nói là các bạn thi đấu, các bạn thi đấu thì khi mà mỡ nó xuống dưới 8% phần trăm rồi thì nó phải kỷ luật. Tập vai với tạ đơn đau vai gáy quá anh ơi. Tập vai với tạ đơn đau vai gáy. Tập bài nào? Ạ? Thứ nhất là nếu mà đẩy vai thì anh em đưa cái tay ra trước, đưa kiểu tay ra trước chứ không để ngang thế này, đưa kiểu tay ra trước và khi các bạn mà thường xưa mà vai không linh hoạt các bạn không đẩy thẳng lên này được đẩy thẳng lên là các bạn bị ướn cái lưng ra thì các bạn sẽ có những cái bài bổ trợ có những cái bài bổ trợ cho phần bế ví dụ như bài Facebook bài này kéo thẳng này giơ tay lên này vẫn phải gồng có cái dây trước ấy. rồi đưa xuống hoặc là bạn tựa tựa tay vào tường và lưng ép sát vào tường lưng ép sát vào giường cố gắng ép được lưng dưới vào tường càng tốt thì giơ tay lên hai cái tay vẫn chạm vào tường tựa vào tường tập hàng ngày bài đấy thì co nó cũng khỏe hơn mà nó đỡ bị võng lưng xương bả vai cũng linh hoạt hơn còn rất nhiều bài linh hoạt cho xương bả vai anh chia sẻ nhiều ở các video rồi anh em chia sẻ thả tim thả like dùng bằng đi ăn xong cái buồn ngủ <laughs> hôm nay được ăn sớm tập thì khá mệt tập khoảng tiếng rưỡi hai tiếng thì mệt nhưng mà về mình được ăn nghỉ và ngồi ngồi nói chuyện như thế này thì bằng cũng thực tế là ngồi nghỉ thôi thì nó cũng cũng hồi phục ngay cũng hồi phục và cũng khỏe hơn Muốn tăng cơ giảm mỡ thì uống gì anh? Muốn tăng cơ giảm mỡ Tăng cơ giảm mỡ nếu như em biết tập luyện rồi Thì em có thể dùng Nếu em chưa có whey thì em dùng whey Whey thì nó tăng cơ được tốt hơn Và calo nó cũng có thể quản lý được Mà để giúp mình bổ sung đủ protein trong ngày Và mình ăn những cái dinh, cộng với dinh dưỡng tự nhiên nữa Thì nó hàm lượng calo nó ít hơn Whey free Thường có mo của anh là whey free Kỳ cao, way và BCA là trước trong sau tập cái cơ bản nhất Trước trong sau tập nếu mà mình chi đủ từng đấy thì nó cũng được 50, 70 nghìn rồi Tùy cách uống của mình nữa trong một buổi rồi Free thì giúp mình tập luyện tốt hơn vừa tăng cơ vừa giảm mỡ được mà Nhưng mà thực phẩm bổ sung thì bạn vẫn phải tính toán đồ dinh dưỡng tự nhiên để Vì giảm mỡ nó đều phải liên quan đến calo âm, thâm hụt calo anh bằng ơi em tập mà cứ hay đau ở gáy xuống là bị sao vậy ạ? À? Nó có những cái nhóm cơ như cơ trap trên, cơ trap trên thì nó nối từ tít trên này xuống rồi cơ nâng vai. Ví dụ như bạn lúc nãy bảo là tập tập vai hoặc là bay vai nó đau cơ trap. Là khi mà cái chuyển động tay mình là đưa từ không này, này đến tầm 90 độ hoặc 120 độ, thầm thường thường là đến 90 độ thì cái xương bả vai nó không xoay nhưng mà đưa bắt đầu đưa lên. Từ bắt đầu trên 90 độ lên thì xương bả vai nó cũng xoay theo. Đây ví dụ như bằng đưa đến đây này thì xương bả vai nó chưa xoay nhưng đưa lên nữa thì xương bả vai nó sẽ xoay theo này. Xương bả vai phía sau mình ấy, nó trôi nổi lồng ngực. Thì khi xương bả vai xoay thực tế cái cơ nào khiến là cái cơ chắp trên nó nó phải kéo này. Chắp trên thì nó nối vào cổ vai gáy. Kể cả các bạn tập um, deadlift thì nó cũng nối vào cơ vai gáy. Trap trên nó vẫn phải tham gia, cơ trap nó tham gia để nó giữ cái lưng của chúng ta. Chúng ta tập deadlift hay tập Romanian deadlift hay những cái bài kéo lưng nó đều tham gia hết. Và nó tham gia ở tĩnh hoặc là nó tham gia ở trạng thái chuyển động. Chuyển động là nó kéo đấy. Ví dụ bạn giơ tay qua đầu hoặc bạn bay vai mà bay cao lên này thì ở trên thì gần như xương bả vai nó phải xoay theo. Mà xương bảo vai xoay theo nhá thì cơ vai gần như nó ít tác động lực nữa cơ vai thì nó lại nối từ cái xương bả vai này đến xương cánh tay nó kéo này kéo thì tay lên nó kéo vắt này tay lên nhưng mà xương bả vai xoay thì kể cả giờ tay nó không xoay trong ổ chảo hấp vai xương bả vai xoay thì nó lại đưa tay lên được được cao hơn nữa thì đấy là cơ trap trên mới tập mới tác động vào thì nó sẽ mỏi thôi còn cũng không biết do bạn có bị sai lệch tư thế không trong tất cả các bài tập thì nên thôi nhé nên nhé không phải là sai đúng ở đây nên để cái đầu ấy cái cổ mình nó thẳng hàng với cái cái lưng của mình cái lưng trên của mình như nhiều bạn deadlift mà ngửa cổ này deadlift này người thì đang nằm ngang mà ngửa cổ này thì nó dễ mỏi tin bài tập cơ cơ tròn lớn à. cơ tròn lớn nó nằm ở dưới nách của bạn ấy nó giống như là một phần của cơ lát trên nó giống một phần của cơ lát trên nhưng điểm nối nó khác nhau nếu mà xương cánh tay thì nó cũng nối kiểu như thế và nó mục à, cái nhiệm vụ của nó là đưa tay về đưa tay đang khép vào này hoặc có thể cũng khép này bài lát pull down kéo ở tư thế chuẩn của nó tư thế thuần túy cho những biến thể tay động hơn vai một chút xíu thì nó cũng vào cơ tròn lớn và những cái bài mà kéo ngang cho cáp hoặc là kéo barbell row gì đấy mà kéo rộng tay này 45 đến 60 độ đây thì nó cũng vào cho cơ tròn lớn nó có là cả phần lưng trên luôn lưng trên thì nó bao gồm này cơ tròn lớn này rồi cả cái mảng cơ trắp trên đó, một ít phần cho cơ trắp trên vì những cái sợi cơ trắp trên nó nối từ xương gạch tay đến T, T7 mà T7 thì nó nằm trên lồng ngực đấy các bạn lồng ngực nó có 12 cái đốt sống thì từ T1 đến T12 Ở trên này thì có 7 đốt sống Từ C1, C7 Các bạn chỉ cần nhớ đơn giản một số thứ cơ bản như thế thôi Và 5 đốt sống lưng dưới Phần xương cùng thì không nói nữa Thì Ở lưng trên nó còn có cơ trap Trong trap thì còn nhiều cơ nữa Ví dụ như crumbo với gì Nhưng mình nhớ những cơ ngoài đã cho Đỡ quên Rồi nó một hệ cơ thread Ở đợt sau này này Ở sau xương và vai Nó có một hệ nhóm cơ thread Những cơ này nó nhỏ nhưng mà nếu mà các bạn nhớ mà nói nhiều ra thì các bạn chỉ cần nói tóm tắt chung lại là nhóm cơ tơ rét là được à, lưng trên đấy, đấy là phần lưng trên nó cũng có thể nhiều người sẽ tính cho vai sau nhưng mà nhiều người sẽ tập vai sau ở bài khác ở, ở buổi khác cũng là kéo như này cũng là cái bài kéo ngang này nhưng nếu các bạn muốn ưu tiên cho cho vai sau ấy bạn chỉ cần kéo tự nhiên thôi bạn kéo để vảnh cái kiểu tay ra sau nhiều nhất nhưng mà nếu bạn mà tập cho lưng trên thì bạn sẽ cố tình di chuyển xương bả vai ra ướt ngực ra và đẩy ngực ra về có nghĩa là nó di chuyển xương bả vai trong lúc mình kéo thì nó vào nhiều cho trap hơn cho nó không vào cho vai nó vào ít cho vai sau kiểu gì nó vào nhưng sẽ ít hơn anh bằng cho hỏi là mình có công thức nào để tính lượng calo khi tập không à? không có công thức tính calo khi tập chỉ có công thức tổng thể thôi calo trong ngày em tính calo trong tập làm gì ạ à? Anh em hay bị nhầm lẫn giữa là à, Thì content người ta làm mà Thì anh em quan tâm gì làm cái đấy Xong rồi bị dùng nhúng vào Hoặc là những người xem sau nhúng vào Người người làm content như bằng ấy Thường sẽ lên Google Tìm cái từ khóa mà nhiều người tìm kiếm nhất Rồi làm cái nội dung đấy Nhưng mà nhiều người Họ chỉ nhìn từ khóa và họ làm họ, họ không thể thích để nhiều người được biết đấy họ Thì nhiều khi họ truyền đạt sai Cái ý hoặc họ, họ Truyền đạt khiến người ta hiểu nhầm giả sử như như là tính calo trong một buổi tập thì chúng ta không thể tính chính xác được nhưng có thể là tương đối là theo một số cái nghiên cứu thôi, họ nghiên cứu trên hàng nghìn người thì có những con số tương đối hoặc là bạn cũng có thể phán đoán được. Giả sử như là cardio chạy bộ liên tục thì nó là liên tục thì nó đốt thường sẽ nhiều calo hơn cường độ nó luôn duy trì. Calo nó nhiều hơn là khi bạn tập gym, tập gym thì bạn thông, thông thường bạn tập 20 giây hoặc 30 giây xong bạn nghỉ mất 2 3 phút rồi mà nó phải có thời gian để nguồn năng lượng ATP hồi phục thì tổng cái năng lượng đốt trong trong cardio mà là cường độ cao mà cũng trong vòng một giờ với tập gym một giờ thì thông thường cardio nó sẽ đốt nhiều hơn nó sẽ nhiều hơn nhưng mà về giảm mỡ thì cardio nó lại không bằng kể cả nó có đốt thì nhiều hơn trong đấy không bằng thì bằng đã nói về cái 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 việc mà một cái bình nước cái tẹt nước khi mà có một cái vách ngăn cái vách hở ở dưới nó cứ róc rách chảy cả ngày cả đêm là cái chỉ số BMR chỉ số trao đổi chất của chúng ta thì nó sẽ cạn bình nhưng mà bạn đưa một cái xô vào bạn xả cái bình vòi nước, vòi nước ào ra thì bạn được một số nước trong một tích tắc thôi thì nó như kiểu là trong tập gym nó cũng như vậy đấy cái buổi tập gym với tập cardio nó như vậy xả ào ra phát được cái xô thôi nên nó không đáng bao nhiêu không quá nhiều so với tổng calo của mình là cái chỉ số bmr của mình thì tập gym nó cũng tăng cái chỉ số bmr nhiều hơn nó tăng cơ bắp nhiều hơn ai có nhiều cơ bắp các bạn cứ để ý xem ai có nhiều cơ bắp người ta giảm mỡ dễ hơn để cái đấy bằng làm nhiều video về nói về cái đấy rồi anh em cũng có thể xem nhé nhưng bằng lại không để cái từ khóa đấy cho mọi người ít tìm kiếm hơn mình mà để từ khóa lao láo tí mình cảm thấy nó nó tội lỗi kiểu gì ấy. <laughs> alo bạn bỏ câu hỏi của mình phải phía trên rồi dk minh leo để mình kéo lên xem nha DK Minh Leo. Ồ oh, trên này là bằng đăng lai nhiều nền tảng á à. Không thấy DK Minh Leo ơi. Đâu nhà DK Minh Leo à đây. Hôm qua mình có hỏi uống creatine xong là tối đến không ngủ được ấy, vậy có nên dùng nữa không? Mình đúng chỉ chỉ định của nhà sản xuất. Hôm qua có hỏi câu này và bằng đã có trả lời rồi đúng không ạ? Là cái creatine nó không có tác dụng làm mất ngủ của chúng ta. Nó không có tác dụng làm mất ngủ của chúng ta. Thì anh có thể xem lại là có phải do anh thật sự đang uống cái creatine không? Anh cũng có thể nhắn tin chứ không tin nhắn nó trôi và anh có thể chụp cái sản phẩm đấy nếu như anh không thật sự biết cái sản phẩm creatine đấy. Và creatine thì nó không có tác dụng gây buồn ngủ, à mất ngủ cho, cho, cho anh tốt đến ngủ được không là tối đến không ngủ được đấy thì có thể là anh dùng có thể thế nha đây là suy đoán này có thể anh dùng creatine mà anh tập tốt mà thường thông thường tập tối thì cơ thể nó sẽ bị kích thích về nó không ngủ ngay được thôi thì em có thể phỏng đoán là như vậy chứ còn creatine nó không có tác dụng là mất ngủ cho mình trừ khi là creatine đấy đọc cái thành phần của trong cái đấy có phải là pre hoặc là nó bỏ thêm cả cái cái caffeine không có nghĩa là nó có thêm nhiều hợp chất khác ngoài creatine không còn creatine thuần túy nó chỉ là creatine thông thường mà bán hộp creatine thì chỉ có creatine trong đấy thôi nhưng nó điều chế theo các công thức khác nhau thì cái đầu tiên là cái đơn giản nhất là monohydrat còn sau này nó ra rất nhiều loại nữa thì anh xem cái sản phẩm đấy nó có ghi trên bao bì ấy sản phẩm nào nó cũng sẽ phải ghi trên bao bì luôn nó có cái thành phần caffeine không mà khiến anh mất ngủ còn nếu mà anh mất ngủ anh cứ thử không dùng nữa thôi không dùng nữa xem có mất ngủ còn em khẳng định là creatine nó không có gây mất ngủ nếu chỉ là creatine à, rồi chào quốc thắng ngày nào cũng à, câu này trả lời lúc nãy rồi đúng không? ô bây giờ đâu ta không biết đã trả lời đến đâu nữa rồi <laughs> lại kéo xuống có mình gửi qua messenger cho bằng rồi đó dạ sau livestream em xem lại anh nhá và anh cầm cái hộp trực tiếp ấy anh mà chụp thì anh chụp cái đoạn này cho em nhá cái đoạn cái bảng thành phần này này cái bảng thành phần này anh chụp cho em vì là anh có thể anh mua ở đâu đấy thì em không sản phẩm thực phẩm bổ sung bây giờ nó nhiều lắm em em có nhiều thực phẩm nhưng em có chuyên của bên mắc thôi là sản phẩm của úc bây giờ nó có nhiều hãng thì không thể biết hết trăm phần trăm được nên anh mà có chụp thì anh cũng chụp lại cái bảng này cho em hoặc anh cũng bây giờ anh cũng đọc được anh tìm xem nó có cà phê trong này không nếu creatine thông thường thì nó chả có cà phê hoặc là do sự nhầm lẫn nào đấy của anh là anh trong ngày đấy anh có uống cái gì ăn cái gì mà mất ngủ anh nếu như vậy thì anh cứ nghỉ đi cứ nghỉ xem mình có ngủ lại ngon hơn không còn creatine thì không có cái hiệu ứng đấy có bài tập vai tốt không em À, em có chia sẻ có hai video, hai ba video trên YouTube Nguyễn Bảo Bằng là tập vai video mới ở đây thôi. Anh em vào kênh Nguyễn Bảo Bằng xong này kích sang phần video trượt xuống video nhé không phải sót. Thì có hai ba video nói về vai và có video nói về 12 bài tập vai này, video nói về ba cách để mình tập vai đều hơn này. Nhiều người hay mắc lỗi là bay vai, bay vai mà bay với lượng tạ nặng ấy các bạn toàn ăn gian không mình lúc lắc một chút xíu đà này nó giảm gần như rất nhiều cái cái cơ vai kháng lực cơ vai vì cơ vai nó kéo này mà, các bạn đã đung đưa lùng dùng đà rồi thì đung đưa một xíu cũng không nên nếu đối với người mới để cho nó có thói quen mình cố gắng hạn chế nhất có thể trong khả năng của mình với cái lượng tạ đấy và bay vai thì nên bay nhiều rep 12 rep 15 rep là lượng tạ nó nhẹ thì mình dễ kiểm soát cái lúc mình xuống thì mình cũng dùng cơ vai để cảm nhận nó để video đấy anh có thể xem lại nhá em muốn hỏi anh tập theo thứ tự đúng mình nên chạy bộ trước rồi tập ngực cơ ngực và chân sau hay tập ngực cơ chân rồi chạy bộ sau cùng hay sao ạ nếu mà mục tiêu của em là phát triển độ phi đại cơ bắp thì em sẽ ưu tiên tập gym đầu tiên còn chạy bộ hay gì đấy là em khởi động làm nóng thôi nó gọi là cái thủ tục khởi động làm nóng thì thích chạy bộ thì chạy nhẹ nhàng thôi để cơ thể nó nóng hoặc đi bộ thôi cũng được vào có thể là đi bộ này hoặc là cardio nhẹ nhàng tùy có máy chạy hay không có xong bắt đầu mình xoay lắc khớp xong rồi bạn có thể giãn cơ động ít nhất là phải khởi động cho nhóm khớp vai này những bài giãn cơ động cho phần khớp hông nếu bạn tập toàn thân thì bạn cứ dẫn đều toàn thân Còn không mà tập thân trên thì Kỹ hơn cho phần vai Và xương bảo vai, phần cơ ngực cái gì ấy Sau đấy bạn Có thể dùng cái bài đầu tiên của buổi tập của bạn Làm khởi động Bạn đẩy rép nhẹ thôi khoảng 3-4 hiệp khởi động Sau đấy Khi khởi động xong rồi, nóng rồi Bạn dùng chính cái bài đầu tiên, giả sử như bài đẩy ngực đi Bạn khởi động 3 hiệp hay 4 hiệp Với bài đẩy ngực đầu tiên đấy Xong bạn tính cái lượng tạ bạn dự kiến tập giả sử như bạn định tập 8 rep thất bại trong 8 rep 40 kg thì bạn bắt đầu chén thôi ba hiệp hay bốn hiệp thì tùy lịch tập của bạn xong sang bài thứ hai thì không cần khởi động nữa vẫn theo mức tại dự kiến nếu mà người mới quá thì có thể là làm một hiệp khởi động của bài thứ hai và những bài tiếp tục cũng như thế thôi còn mình không chạy bộ chạy bộ chạy bộ thì bạn thích thì bạn chạy bộ sau buổi tập ấy sau buổi tập bạn thích bạn chạy bộ một thời gian cũng không cần phải chạy quá nhiều nếu mà mục tiêu của bạn đang là tăng độ phi đại cơ bắp, bạn chạy quá nhiều Thì thà bạn dành cái thời gian, sức lực đấy, lượng glicogen đấy, bạn tập gym Còn chả có cái nào là là xấu hay là tốt ở đây, tùy với mục tiêu của các bạn ấy các bạn Có mình gửi rồi, đây được rồi ạ Anh ơi anh cho em biết một số dấu hiệu của việc cơ bắp bị quá tải không ạ à? Em mới tập 6 buổi một tuần mà giờ hạ tay chân hay bị mỏi, vẻ hoài, cảm ơn ai tập ban đầu nó cũng vậy thứ nhất là mới nếu mà em 6 buổi một tuần em mới tập thì em để ý nếu mà quá mệt mỏi nhá thì em có thể nghỉ em có thể nghỉ cái lịch tập của em có thể là ba ba buổi liên tục rồi em cho cơ thể nghỉ một buổi đấy là người mới thứ hai thì nó sẽ đau cơ vì người mới nó dễ phá vỡ giới hạn thích nghi cơ hơn nên anh mới bảo là người mới là cái giai đoạn vàng để phát triển cơ bắp chả có ai phát triển cơ nhanh như người mới cả nên các bạn mà sau khi các bạn xong kỹ thuật rồi các bạn tập kiểu gì nó cũng lên để ý cái giai đoạn đấy giai đoạn vàng thì cái cơ bản nhất là bạn có quay uống nhiều người cứ nghĩ rằng là không người mới không cần uống quay vì bạn phá vỡ giới hạn thích nghi tốt ở những cái giai đoạn đầu đấy nên phải có cơ bắp à phải có lượng protein tốt để nó hồi phục cơ để nó xây dựng cái mới đấy thì em để ý cái dinh dưỡng dinh dưỡng của người mới mà giờ tay chân bị mỏi này uể oải này em cũng có thể giãn cơ nhá nhớ khởi động kỹ trước lúc tập còn về thì anh giờ anh còn mỏi này. anh tập tiếng rưỡi trong tay giờ mà nói anh bấm bàn phím bình thường là anh bấm nó khoảng bây giờ thì không không được nữa đâu, đâu đây khoảng bảy tám mươi đến chín mươi từ một phút bấm nhanh ngang với nói nhưng bây giờ anh tập xong về mà bắt anh bấm không bao giờ được bấm được chín mươi từ một phút nữa ai cũng mỏi như thế thôi mà và cái lượng glycogen nó tích trữ mặc dù anh đã uống cái này rồi cái này là nó có beta alanine nó giúp mình giải phóng cái axit lactic ra rất là tốt nhưng mà vẫn mỏi bình thường à mình tập cơ ngực nên đẩy tạ ba rep liên tục hay đẩy một rep rồi chuyển sang ép ngực một set chứ rồi chuyển sang ép ngực tập sen kẽ rồi quay lại để tùy vào cách nguyễn lệ kim huyết huyết lệ là nam hay nữ nhỉ? À thế này nha, ba bạn chắc là bạn nhắn nhầm nhầm, mình đang hiểu là ba hiệp Chắc phải ba rep là ba set đúng không ạ? Đẩy ba set liên tục. Nó có lợi ích tùy vào cách bạn sử dụng. Nếu à đây là bạn đang so sánh hai bài gì đấy? Mình tập cơ ngực đẩy này, đẩy và ép. Đẩy và ép thì ép nó sẽ cô lập hơn đẩy ép cơ ngực thì nó không có cơ tay sau tham gia nhiều và lượng tạ nó sẽ nhẹ hơn và đẩy ngực thì nó có là bài compound lượng tạ nặng ít nhất nó có ba nhóm cơ tham gia ngực vai trước và tay sau nó lượng tạ nặng hơn không ai dùng hai cái bài này làm cách cách tập của em là một hiệp xong cái cách thứ hai của em ấy là dạng superset thì không ai dùng hai cái bài này làm superset mấy superset thường người ta sẽ superset đối nghịch có nghĩa là hai nhóm cơ nó đối nghịch nhau ví dụ như là bạn tập tay trước xong bạn superset với tay sau luôn hoặc là bạn tập đùi trước đá đùi trước xong móc đùi sau luôn hoặc là bạn tập đẩy ngực vai tay sau xong rồi bạn kéo râu lưng sau vai sau luôn đẩy ngực này là ngực vai tay sau này thì nó ngược với chuyển động kéo râu rộng tay đấy thì đấy nó gọi là superset còn vì hai bài này là hai bài nó cùng là cơ ngực và một một bài nó cô lập hơn bài fly thì nó cô lập hơn là ép ngực ấy còn bài đẩy ngực là nặng hơn thì bạn có thể đẩy ngực trước bạn fly sau hoặc đẩy ngực với tự do trước xong đẩy ngực với máy hoặc là à, nếu như mà bạn mà ngực trên bạn muốn to hơn ấy thì bạn ưu tiên nó đầu buổi đẩy ngực với ngực trên trước sau đấy đẩy ngực với ngực ngang chẳng hạn xong rồi fly thì bài nào mà nhẹ hơn thì bạn tập vào sau không phải sai đúng ở đây nhé chẳng qua là mình tối ưu nó lên bằng kiểu như thế thỉnh thoảng bạn có thích đổi bài nào lên đầu buổi là bài được hưởng lợi mua thực phẩm bổ sung của anh bằng thì như nào em nguyễn việt anh nhắn tin vào nhá anh em mua thực phẩm bổ sung nếu không biết thì đều được tư vấn đều được hướng dẫn ăn uống tập luyện nếu không biết nhưng mà tất nhiên là hướng dẫn ăn uống tập luyện nó không kỹ tới mức là như PT online nhé anh em đừng có đừng hiểu nhầm cái đấy PT online người ta phải bỏ tiền mua. Em tập lưng xô bụng bữa, bữa sau tập tay trước sau chân 6 ngày tuần được không anh? Em tập lưng xô bụng này. Lưng xô lưng số là lưng luôn này còn gì nữa đúng không? có nghĩa là một buổi tập lưng, bữa sau tập tay trước, sau chân, bữa sau tập tay trước sau chân, 6 ngày tuần được không anh? là sao nhỉ? nếu tập như thế thì em không tập ngực à? không tập, không tập ngực không tập vai à? không tập tay trước à? lịch đang thiếu mà em. Anh em vẫn tập đều và mình muốn cho nhóm cơ nào trội hơn thì mình có thể tăng Tăng buổi tập cho nhóm cơ đến nhiều hơn Trong một khoảng thời gian còn người mới thì cứ tập đều thôi anh em Em mới chuyển qua tập gym anh cho em hỏi Sao đẩy tạ đòn một rep mắc được 3 Được 3 bánh 10 101 à, 11 bên mà sau đẩy vai với thanh đòn có 7 kg một bên mà mỏi lắm thì cơ vai nó yếu hơn đẩy ngực là nó còn bao ba nhóm cơ đẩy vai thì thông thường nó chỉ có vai tay sau hơn nữa cái chuyển động của khớp vai chuyển động của khớp vai bình thường em cũng thấy khó hơn chuyển động khớp vai nếu em đẩy vai em để ý về cái này phải đưa trước và đẩy vai mà đẩy vai tạ tự do thì đẩy nhẹ nhưng mà nó vẫn vào vai rất nhiều bạn bạn mới tập ấy bạn nên đẩy vai với thanh đòn và đứng tập. Nhưng mà bạn phải có những cái bài bổ trợ. Thì nếu bạn đẩy được bài overhead press chuẩn và lưng không bị võng ấy, sau này bạn tập bài gì bạn cũng ổn định được. Nên đừng có dục tốc bất đạt ban đầu. <laughs> nếu người mới thì nên có giai đoạn huấn luyện nền tảng. Nếu không có giai đoạn huấn luyện nền tảng thì ít nhất trong lịch tập phải có những bài bổ trợ. Thì cái cách để mình đẩy được đẩy được tạ thanh đòn qua đầu mà tư thế nó vẫn thẳng ấy thì bạn chắc chắn phải có những bài bổ trợ cho khớp vai xương bả vai ổ chảo khớp vai. Mình muốn tìm hiểu thông tin để tham gia khóa học ông hoàng phòng the ông hoàng phòng the bạn chỉ cần nhắn tin từ khóa ohpt vào cái fanpage nguyễn bảo bằng là được không thì lên website uh, nguyễn bảo bằng .com thì có khóa học ở trên đấy. À, bạn để lại thông tin trên đấy thì sẽ tự gửi mail về cho mình à, mình sẽ cung cấp lại cho bạn không bạn nhắn tin cũng được bạn nhắn tin qua fanpage nhắn oh ohpt thì họ kê okay, thì cái app chat nó sẽ tự ra cái chương trình cho các bạn anh ơi anh cho em biết một số dấu hiệu của việc cơ bắp bị quá tải câu này nói rồi đúng không ạ Tiểu anh giúp em check lại đơn hàng nhé rồi. Ok, Nghĩa Phạm. Xem nãy giờ mà bằng bỏ qua câu hỏi của mình rồi. Anh Nguyễn Hưng. Nguyễn Hùng. Khi mà em kéo lên tìm là tí nữa em không biết em bắt đầu từ đâu. Nguyễn Hùng. Bằng ơi mình tập luyện tăng cơ giảm mỡ 6 buổi một tuần tập nặng. Vậy bao nhiêu tuần thì mình nên nghỉ ngơi thư giãn? 6 buổi một tuần. 6 buổi một tuần thì thông thường 3 buổi là anh phải cho cơ thể nghỉ rồi tập nặng, đúng không? Nếu xả thậm chí 5 buổi cũng được, 6 buổi cũng được nhưng cái buổi tập mình cũng có thể kéo dài. Còn đây là là anh tăng cơ giảm mỡ thì tăng cơ giảm mỡ thì nó phải thâm hụt calo nhiều khi mình ăn ba calo bằng trước nhưng vì mình tập nhiều hơn chẳng hạn thì nó vẫn có thể giảm mỡ được. Để giảm mỡ khi tập tập luyện ấy thì bạn để ý ăn đủ các pháp protein là cái này là nói nhiều rồi này. Nhưng mà mình chọn cái dinh dưỡng ít calo lại. Còn uh, tập nặng có thể dùng pre với gì đấy để tập nặng đúng không? Và khi mà bạn dùng pre được và bạn đang là giảm mỡ thì bạn mà cảm thấy cơ thể mệt nó tùy vào xuất phát điểm của một từng người nhé bạn mà cảm thấy cơ thể quá mệt thì cái lịch tập thông thường thì ba ngày thì sẽ cho cơ thể nghỉ một ngày sau để tập tiếp cứ ba ngày cho cơ thể nghỉ một ngày lịch có thể là 6 buổi tuần hay là 5 buổi một tuần không quan trọng nhưng tối đa ba ngày thì cho cơ thể nghỉ đấy đối với những người bình thường nhưng mà các bạn mà siết ký với gì thông thường ấy các bạn thậm chí còn tập cả tuần 10 buổi thì tùy của từng người thôi còn cái dấu hiệu mệt anh sẽ biết cơ thể mệt và thông thường nếu mà trong vòng từ 4 tuần có nghĩa là một tháng mà anh thấy cơ thể quá mệt mỏi anh có thể nghỉ luôn 3 ngày xong anh quay lại tập thì nó sẽ khỏe hơn vì mục tiêu của anh là đang muốn tăng độ phỉ đại cơ bắp còn không phải quá chú trọng vào giảm mỡ cũng tùy thuộc vào cái phần trăm mỡ hiện tại của anh em thời điểm này nếu anh em thời điểm này mà tầm 15 phần trăm mỡ thì nó sẽ khác cái người mà đang tầm nếu nam nhé mà 18 20 mỡ thì nó ít mệt hơn ít mệt mỏi hơn trong cái lúc mình thâm một calo nhưng càng phần trăm mỡ càng số sâu mình thâm một calo mình sẽ mệt hơn mệt hơn rất nhiều ấy nhưng mà nó cũng tùy thói quen Nếu bằng giờ mà cho bằng tập tuần 6 buổi mà vẫn tập được cái cường độ làm việc của bằng cũng cao chứ không phải là thấp chứ chưa nói là đến tập luyện thì nó cũng tùy vào quen nhưng mà nó đây là một nói tối ưu hơn cho sự phát triển cơ bắp thì cái thời gian giả sử mà trong một buổi đấy mình đã tập tốt rồi thì cái thời gian cơ bắp phát triển à, hồi phục là nó phải cần nhiều thời gian hơn hồi phục nhưng mà mục tiêu của mình nếu mà là giảm mỡ thì bằng có thể đẩy lên đẩy tập lên thì nó cũng đốt được nhiều calo hơn Tôi chả biết đến đâu rồi giờ lại phải kéo xuống xíu anh check nào xem nãy giờ ok rồi em nằm chống tay trên đầu bị đau vai có cách nào khắc phục không anh nằm chống tay trên đầu là sao nhỉ là trồng cái chuối à <laughs> đau vai bình thường nếu mà do trái do bị chèn cơ thì em nghỉ một hai ngày hai ba ngày không vận động gì liên quan vai xem nó có tự thuyên giảm khỏi không nếu nó khỏi thì cứ để bình thường như thế không đụng chạm vào nó khỏi hẳn để bạn tập lại cho rotate tần cớt xem những video về cho rotate tần cớt cho ổ chảo khớp vai nó khỏe hơn và những cái bài tập khởi động cho cho xương bà vai nó linh hoạt hơn để nó đỡ bị chèn cơ trên gai trong một số vận động tập luyện của mình. Còn nếu mà nghỉ rồi mà cứ nó cơ cơn đau nó càng ngày càng tăng dần lên, nghỉ hoàn toàn của khớp vai nhá, thì bạn có thể đi khám bác sĩ. Còn thông thường mà chèn cơ trên gai hoặc là bị viêm ấy, thì mình nghỉ hoàn toàn là nó hết đau, nó hết đau nhưng sau đấy mình vận động lại thì mình nếu mà mình có nhóm cơ rotator tư cuff có vấn đề ấy, thì nó cũng sẽ bị lại hoặc là bạn vận động sai cái tư thế ấy, thì thường nó sẽ bị lại. Bản thân bằng mà bây giờ mà tập ngực chỉ cần mở vai ra này thôi, mở hơi rộng khoảng tầm 80 độ là bằng đau ngay. Nhưng mà bằng khép lại tầm 45 đến 60 độ là không bao giờ đau nhưng có những người họ mở ra từng này họ cũng chả đau thì nó tùy vào cái độ linh hoạt khớp vai. Tùy vào cấu trúc nữa. Cấu trúc của cái thực cái, cái ổ chảo khớp vai để nó có cái phần hốc của xương trên xương cái xương bả vai và cơ trên gai ấy, cái hốc này nó càng rộng thì độ linh hoạt Rồi họ có thể mở này đẩy được rất là tốt em muốn tăng cân nhưng cơ địa bị khó hấp thụ ăn nhiều không tăng lên cân nhờ anh giới thiệu cho em sản phẩm để hỗ trợ tăng cân thì thực tế là bữa ăn phụ là cái dòng super size kia nhưng mà đầu tiên em phải phải có cái niềm tin là mình tăng được cân cái niềm tin hỗ trợ mình ấy cái chiến thắng cái niềm tin trong tâm trí của mình là không có ai mà khó tăng cả đâu anh ngày xưa anh 59 kg anh cũng nghĩ như vậy anh cũng nghĩ như vậy thì em xem cái video về cách tăng cân trên YouTube của anh để em biết về ăn uống dinh dưỡng tự nhiên đã chứ dùng thực phẩm bổ sung bằng trời mà mình không để ý dinh dưỡng tự nhiên thì nó cũng không bền vững cho mình được em xem cái video về 8 cách tăng cân Nguyễn Bảo Bằng ở YouTube nhé rồi nhiều video tăng cân nữa thì của mình mục đích của mình ấy là hãy ăn nhiều nhất có thể hiện tại của em so với hiện tại của em để nó thặng dư được calo ra và ăn trong cái nguyên tắc ăn ấy thì ba bữa chính ít nhất em phải đảm bảo được cái đồ ăn tự nhiên trong cái điều kiện của em. Chứ chưa cần nghĩ đến việc là là đồ phụ, trừ khi là em không có thời gian ăn bữa chính thì em có thể dùng cái những cái thực phẩm đấy để lấp vào cái bữa chính đấy. Rồi bữa chính phải ưu tiên những cái dinh dưỡng dinh dưỡng dễ tiêu hóa, tiêu hóa nhanh chứ đừng có ăn dầu mỡ, rất nhiều người ăn dầu mỡ, ăn khoai lang, ăn những cái thứ nó khó tiêu hóa, tiêu hóa lâu thì những cái bữa phụ của anh em không ăn được. Sau khi ăn bữa chính tốt trong 3, ít nhất 3 bữa thì bữa phụ mình phải luôn luôn có. Và đừng có đợi đói mới ăn, mà khi nào ăn được hẵng ăn. Nhưng mà ăn thì cách xa, cái bữa phụ ấy cách xa cái bữa chính là một chút xíu. Không thì ăn bữa chính sát bữa phụ, bữa, bữa phụ sát bữa chính quá thì cũng bằng hòa. Ví dụ như 6 giờ sáng ăn chẳng hạn, thì 9 giờ đâu đấy, 9 giờ ăn, đấy, 11 giờ ăn, 12 giờ ăn đấy. Nó phải cách nhau khoảng tầm mấy tiếng để cho nó tiêu hóa nó đỡ ảnh hưởng đến bữa chính nhưng mà khi bạn đẩy ăn lên thì bạn phải vận động nhiều hơn trong ngày nếu bạn không có thời gian tập gym nhiều ấy, thì bạn cũng phải tăng cái vận động lên vì hãy nhớ rằng là vận động là cách dễ nhất để tiêu hóa ngoài ra bạn nếu không ăn được rau củ quả nhiều ấy bạn cũng có thể bổ sung thêm chất xơ để nó tiêu hóa được dễ hơn đạm thì chỉ cần 2 gam thôi người tăng cân chỉ cần tầm 2 gam đổ xuống 1,6 đến 2 gam protein thôi đừng có ăn nhiều đạm quá nó cũng khó tiêu nhiều người thậm chí hỏi bằng tư vấn trực tiếp mà qua tin nhắn nhiều người tăng cân mà cứ đẻ lòng trắng trứng ăn bỏ tay luôn nó khó tiêu nó tiêu hóa lâu rồi thấy mấy ông cứ ăn khoai lang lòng trắng trứng để tập gym thì mấy ông tăng cân cũng ăn khoai lang lòng trắng trứng nó khó tiêu hóa nó khó tiêu hóa thì mình ăn tổng ngày nó không ăn được ấy, anh em nên em nhắn tin vào hiện tại em đang như thế nào cũng được em anh em em hiểu thêm về cái phần đấy thì khi anh tư vấn anh vẫn sẽ nói thôi nhưng mà nó sẽ dễ hơn cho em rồi nếu mà mua thì cái thứ đầu tiên để tăng cân là cái bữa phụ đấy cái super size kia anh anh em nhắn tin vào mát qua anh gửi dễ uống lắm anh ạ à. rồi cảm ơn nguyễn văn đức mát thì luôn luôn dễ uống mà cái dòng mát này ấy, thì rất nhiều người thích uống cái vị của nó là nó có 3 vị chính thì phải có 3 vị chính rất nhiều người thích cái dòng này bằng thì cũng toàn bán những cái đồ lần đầu tiên là mình thích xong mình test xem người khác thích hay không bên cái dòng sản phẩm hãng bên này thì có nhiều đồ hãng nào thì giờ nó cũng nhiều đồ thôi nhưng mà anh em để ý dùng cái này nhá dùng cái mát này này thì anh em cũng đừng có ảnh hưởng quá đến bữa chính của mình nhá nếu có điều kiện thì bất kỳ bữa bổ sung nào bữa phụ nào mình dùng nó cũng được chứ không nhất thiết là phải phải luôn luôn ở trong tập sau tập uống nó thì như kiểu là anh em ăn đồ tự nhiên ví dụ như cốc sinh tố chẳng hạn đấy tiền nó cũng bằng chừng đấy và uống cái mát này thì nhớ tập luyện tốt vào nếu có mát và pre cũng được mát dùng pre tập cũng được để nó hấp thu tốt hơn và khi mà thấy không lên cân được ấy thì chứng tỏ mình đã ăn thiếu quay giá bao nhiêu một hũ ạ à? quay anh nhiều dòng nó đâu đấy khoảng cái giá nó dao động khoảng một thìa khoảng đâu đấy 25 đến trên 30 nghìn tùy dòng em có thể nhắn tin vào một thìa tính theo tìa thì chia cái hộp ra chia hũ chia theo bao nhiêu xe trong đấy là ra thìa mà em người mới thử bài Ben Pratt thì không đẩy nổi là do cơ vai em yếu đúng không anh Ben Pratt không đẩy nổi cái thanh đòn 20kg hay là sao bài ben press thì nó có ba nhóm cơ chính cơ chủ vận của nó cơ đầu tiên là cơ ngực sau đấy là cơ vai trước và cơ tay sau thì em yếu đến mức mà không đẩy được hoặc em muốn tăng cường thì tăng cường ba cái nhóm cơ đấy là được thôi thì cái form nếu em hỏi như này có thể cái form em còn chưa chuẩn thì em lên trên kênh youtube của anh rất nhiều video làm về ngực ấy Em vào hẳn kênh YouTube Nguyễn Bảo Bằng rồi sang bên phần video, lướt xuống thì có rất nhiều video anh nói về ngực và chi tiết luôn về cách tập ngực cho người mới. Creatine và pre khác nhau. Đúng không anh? Đúng rồi. Creatine là creatine nó chỉ là đơn chất là creatine thôi. Là creatine thôi để nó tăng cái nguồn năng lượng ATP cho mình còn trio thì nó là hợp chất rất nhiều chất trong đấy mục đích của nó để tăng sức mạnh cho mình creatine bạn uống lúc thời điểm nào cũng được để nó lót cho mình thôi nó không có tác dụng ngay tức thời cho mình được nó chỉ là tăng thêm cái cái hàm lượng creatine trong cơ thể mình tới ngưỡng bão hòa ví dụ bạn không uống thì bạn vẫn có khoảng đâu đấy 70% lượng creatine rồi so với mức 100% bão hòa của nó và khi bạn uống vào thì nó có thêm khoảng 30% nữa thì cách lót của mình có thể một tuần sau nó bị bão hòa hoặc là một tháng sau tùy cách lót còn pre uh, ri thì nó là dòng uống trước tập luyện để tăng sức mạnh cho mình tăng tinh thần cho mình và có những cái cái chất nó là trong đấy nhiều chất thì có những chất nó giúp mình rướn được những rep cuối nó giúp mình tỉnh táo hơn rồi nó khiến mình sức mạnh tốt hơn nó khiến mình đỡ mỏi cơ hơn sau mỗi rep tập mục đích là để phá vỡ giới hạn sinh nguy cơ cả hai cái đấy đều có tăng sức mạnh nhưng khác biệt nhau hoàn toàn pre không thể so sánh à, creatine không thể so sánh pre về sức mạnh được về hiệu quả tập luyện được vì pre nó sản xuất ra là để cho trước tập mà người uống trước tập để uống vào để tập tốt hơn ấy. nhiều người cứ pha pre lẫn với bca rồi uống nhấp nhấp trong tập thế thì cái cốc BCA đấy sau tập luyện đấy anh em sau tập luyện mà vẫn còn chả hạn thì nó phí ra không và sau tập tự dưng này còn nhấp nhấp rì làm gì đó uống ực phát từ đầu luôn và vào chiến luôn tiếng rưỡi 2 tiếng đừng có uống nhấp nhấp như thế nhá bên khách hàng của bằng cũng nhiều người hay bảo là anh thích uống như thế Còn trong hướng dẫn người ta cũng kể cả hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài tiếng anh đấy người ta cũng nói rõ mà uống trước đập mà anh em có thể uống xong khởi động vào tập luận được nó tối đa có thể là 30 phút nghĩa là đừng có uống quá một tiếng sau mới tập nó tối đa giờ là khoảng 30 phút thì hãng tập ngay à hãng tập rồi chứ còn không nên quá 30 phút nhé rồi mới tập còn uh, thông thường ấy thì là pha uống luôn pha xong uống luôn xong vào khởi động là tập luôn 82 Ok anh em nằm ngủ dậy hay bị đau mỏi cổ gáy thì nên tập bài nào anh Không có bài nào để tập cái đấy Em có thể chủ yếu xoa bóp cái này thôi Và để ý tư thế ngủ Để tự để ý tư thế ngủ Em có thể nhờ người hoặc em tự làm Hoặc cũng có thể là vớt tay này cho nóng lên Có nhiều bài để tự xoa vai gáy cho mình Hoặc là nhờ người Nếu đau mỏi là Nói do trong sinh hoạt của chúng ta Chúng ta nếu mà bị cổ rùa này Thì để ý đẩy cảm nó sau này đẩy cầm ra sau nó tư thế nó đúng hơn nó cũng đỡ mỏi hơn. Anh cho em hỏi siết cơ, siết cơ thể thì tập cardio không hay vẫn kết hợp hợp tạ nữa Em cảm ơn. Siết nếu siết thi đấu ấy, thì khi mà họ xuống phần trăm mỡ quá thấp rồi thì cuối buổi tập họ đi bộ nhẹ nhàng để nó cơ thể nó thoải mái hơn dạng lít để cơ thể nó thoải mái hơn và đâu đấy cũng đốt được thêm ít calo nó không khiến stress quá mệt mỏi thì họ có thể là lít sau tập luyện còn nếu như em thích thì em làm thôi cái này là vấn đề cá nhân em thích thì em làm còn nếu như anh mà anh giảm mỡ thì sau buổi tập anh chả có lít chả cardio gì cả anh tập những nhóm cơ nhỏ anh tập hết nhóm cơ lớn xong anh cứ túc tác anh tập nhóm cơ nhỏ nữa giả sử như tập bụng sau sau hoặc là tập bắp chuối sau hoặc tập những nhóm cơ nhỏ hơn nó ít mệt mỏi hơn đấy nào sau hiệp tập xong mình à, có thể là nghỉ ngơi rồi về thôi hoặc là nói chuyện chậm gió chút xíu rồi về Còn à, bạn thích thì bạn cứ cardio 5-10 phút cường độ thấp thôi đừng cường độ cao nó không tùy phần trăm mỡ hiện tại của bạn còn nhiều người sẽ cardio nếu mà cardio sau buổi tập mà cardio dạng HIIT ấy mà đang trong quá trình giảm mỡ thì nó rất hay bị chứ không phải, nó hay bị thèm ăn cảm giác thèm ăn về sẽ dễ bị ăn nhiều hơn và cardio cường độ cao nếu trong cái mục tiêu mà mình đang giảm cân nhưng mà mình muốn không mất độ phỉ đại cơ bắp thì cardio quá nhiều mà tỷ lệ phần trăm mỡ của bạn là bắt đầu xuống sâu rồi ví dụ như xuống dưới 14 phần trăm rồi thì bạn dễ bị mất độ phỉ đại cơ bắp hơn mất độ phỉ đại chứ đừng nói mất cơ nhé nếu bạn cardio quá nhiều mà mà cường độ cao ấy thì nó giảm cái glycogen trong cơ thì những buổi tập sau mình sẽ kém hơn sẽ có sức mạnh kém hơn còn nếu bạn tập gym không quá tốt và không mục đích đấy thì bạn cardio để bạn cũng đốt được giả sử bạn cardio thêm mấy mấy phút chẳng hạn để bạn đốt được đâu đấy 200 calo về cũng chiến được cái que kem rồi <laughs> nếu mà có chế độ ăn đã thâm hụt calo rồi 200 calo thì đâu đấy được hơn thiếu whey rồi whey nó không có calo anh em calo nó hơn nhiều ấy nó nhiều nó ít hơn các một số loại thịt cá anh ơi em tập bị tê các đầu ngón tay anh cho em xin cách khắc phục ạ à. em tập 6 buổi mỗi buổi 2 giờ cả nghỉ tê ngón tay nguyên nhân có nhiều lắm anh em nguyên nhân đầu tiên là em có thể xem tê là do cái dây thần kinh dây thần kinh ở ngón tay nó đi từ cuộc sống này này nó xuống qua vai này xuống khỉu tay này cẳng tay này xong ra đầu ngón tay thế thì có thể nó bị chèn ở đâu đấy từ tết trên này mình có thể loại trừ có thể ở vùng cổ có thể ở vùng vai vùng cơ ngực này vai cơ ngực này cũng có thể là ở khía khớp này nhưng mà cũng có thể ở khớp này nhiều nhất sẽ thường hay là khớp này anh em tập mới là hay cứ ngửa tay như này này để để ngực với gì này hay bị ngửa tay này, này để thẳng tay lên. Ở trong này nó có một cái cái cơ cái cái lỗ để cho những cái đường gân với dây thần kinh đi qua được gọi là ống cổ tay. Cái cơ này nó băng ngoang này, cái nếu mà cái ống cổ tay này các bạn hay ngửa này nó hay bị chèn cơ, à, chèn gân, nó gọi là hội chứng hẹp ống cổ tay. Hội chứng hẹp ống cổ tay này thì thậm chí người không tập gym họ hay đánh mấy chữ họ hay ngửa tay này cũng hay bị thì phẫu thuật là họ hay nới ra nhưng không cần thiết. Nếu mà bạn tự trên sân nay bạn bị và đi tập gym bạn để ý lại xem có thể là bạn trong tập luyện bạn để thẳng cái tay ra. Còn những cái dấu hiệu trên này thì bạn không thể đoán được, anh em phải tự xem là mình đã đúng tư thế chưa. Và nếu như tập những cái bài kéo rất là nhiều thì về nó tê tay là chuyện bình thường nó hơi tê thôi cho nó không quá tê không phải tê tới mức là tê rã rời luôn nếu bằng mà tập kéo xong về tay của bạn vẫn tê tê ở đầu ngón tay nhưng nó không phải là tê cả ngày bài kéo như bài deadlift với bài kéo xà kéo xô kéo lưng thì anh tập buổi sáng hay chiều ok hơn tập buổi nếu mà trong mục đích sức mạnh ấy thì tập buổi chiều nó sẽ ok hơn tập buổi chiều nó trao đổi chất tốt hơn sức khỏe sức mạnh thời điểm buổi chiều tốt hơn mình nào được nhiều năng lượng hơn nhưng nếu mà tập buổi sáng nó thuận tiện với mình thì mình cứ tập và bây giờ nó cũng có nhiều cái bổ sung rồi cái bổ sung ví dụ như trước khi đi tập mình làm thì quay rồi làm một uh, một ít pre có thể là người mới thì một phần ba pre hoặc cao thì mình tập buổi sáng nó hiệu ứng cũng tương đương như buổi chiều ok nhiều người cũng hỏi còn làm sao giảm mỡ không giảm kg bằng păng <laughs> anh cứ đùa anh biết rồi mà anh cứ hỏi Em 16% nhọc lắm anh dài ơi. Gì mà 16% nhọc Anh 14% Tối qua vẫn 2 giờ ngủ Sáng là 5 rưỡi dậy rồi à Giờ vẫn tươi tỉnh như này Nó quen Thực ra là em nếu mà em mới giảm Thì bản thân anh mấy hôm đầu mới giảm Thì anh cũng mệt Cũng cũng khá là mệt Từ nhiên mình đang đấy Mình đẩy cái tập luyện cao lên Mà cường độ mình làm việc vẫn như thế ấy. Thì mình sẽ cảm giác mệt Nhưng ăn thì không đói nhá cái hôm hôm đầu ấy, vì buổi tối là ngày trước là bằng hay thức đến 1 2 giờ thì bằng hay ăn mì tôm trứng ban đêm hoặc là có uống caxin gì đấy. Nhưng hôm đầu mình bỏ cái mì tôm trứng thì ngủ bụng cứ số số ruột. Thì chỉ một hai hôm đầu, đúng là hai hôm đầu nữa hôm thứ ba nó cũng quen rồi vì là cái thời điểm đấy não à, à, cơ thể nó nhận thức ăn nó quen cái dạ dày nó có bóp quen là thời điểm nó nó không được nhận. Thì mình bị hơi hơi khó chịu thôi nó nhọc cho cơ thể nó có thói quen anh em hoặc nhọc mình thay đổi trạng thái cơ thể mình ấy. trạng thái cơ thể mình nó quyết định cảm xúc của mình nhiều còn mệt tới mức đấy quá thì để ý cái ăn uống mình có phải bị thiếu quá không ăn đủ nhưng mà chọn cái nguồn có độ đậm đặc cao lo cao thì em có cơ hội ăn nhiều hơn nhá anh em để ý này nhiều người sẽ tham ăn protein quá chỉ cần nạp hơn 2 gram protein là được rồi người mà giảm mỡ sâu nữa thì có thể là 2 gram hoặc hơn 2 gram là được rồi chứ không đừng có nạp hơn nhiều hơn nữa khi các bạn nạp nhiều quá protein bạn lại không ăn được cáp phát bạn ăn cáp phát nữa thì nó bị dư calo ra chẳng hạn thế thì đang giảm mỡ để ý cái đầu tiên là cái calo đã đủ ba thành phần năng lượng như nhiều ông là cứ xính protein mà nạp quá nhiều rồi lên 3 gram mỗi ngày chẳng hạn thì các bạn ăn cái protein từ thịt cá trứng sữa kể cả thực phẩm bổ sung thì nó cũng tổng calo nó cao lên mà khi tổng calo nó cao lên thì bạn không còn cơ hội ăn cáp phát các bạn sẽ rất mệt đặc biệt là không ăn cáp thì rất mệt chọn nếu mà cùng lắm thì bạn chọn cấp chậm thôi. Bên shop có Omega của Úc. Anh xài cũng lâu rồi, loại có 40 ra Anh thử hỏi mua nhà thuốc lớn chỗ anh không có. Anh có thể nhắn tin vào anh Việt nha. Anh nhắn tin vào cái glucosamine và Omega 3 thì nó cũng rẻ. Nó không đắt như glucosamine này thì đâu đấy bằng nhớ không nhầm là đâu 700 nghìn bằng uống mấy trăm viên nhỉ không cũng không, không biết là 700 trăm nghìn hay bảy trăm nghìn ta không nhớ giá chính xác nhưng đâu đó nó 700 viên thì phải Ô, uống chắc một năm trời à đâu phải 700 viên để hỏi xem chạy đâu rồi không hỏi nữa nhưng mà uống nó gần một năm trời mới hết <laughs> 150 viên 150 viên 550 550 000 150 viên ngày uống 2 viên À ngày uống 1 viên <laughs> Nhiều sản phẩm quá nếu mà muốn thì bằng chỉ có thể đọc Và nhớ được Thì giá tiền của nó Mình hỏi lịch tập như này cho nữ ok không Tuần 5 buổi Một buổi hông và đùi sau Buổi hông là buổi gì nhỉ buổi hông và đùi sau tiếp một buổi xô lưng tiếp một buổi hông và đùi trước đùi trong với đùi ngoài ui rồi đùi với trên nhiều này chị tiếp một buổi tay vai nghỉ một buổi và buổi cuối full body chị tập như thế chị ta thấy ổn không ạ có nghĩa là đây là chị có một buổi thân dưới này hai buổi thân dưới này đùi trong và đùi ngoài ba buổi thân dưới à có nghĩa ba buổi thân dưới và liền nhau hay sao ạ à? là nữ thì có thể tập ba buổi thân dưới nhưng mà cách nhau ra có thể một buổi phun đùi trước đùi sau cũng được À, có ít nhất là hai buổi là ưu tiên về mặt sau nhiều hơn nữ thì thích ưu tiên vào mông nhiều hơn chọn những bài như hip thớt chẳng hạn thì nó nhiều cho cái chuyển động duỗi hông nhiều hơn rồi những bài cho cơ mông nhỡ nó có ba vùng cơ chị chắc cũng chưa xem cái video em nói ở trên mạng về về tập mông cho nữ chị có thể lên youtube nguyễn bảo bằng để xem lại cái video đấy tập mông cho nữ cái video mới đây không phải video từ ngày xưa đâu thì có lịch tập trong đấy chị có thể tham khảo thì nó là có ba vùng cơ mông để mình tấn công vào nữ thì thường thích cái đấy nhưng mà vẫn thường bài squat thì nó có cả mông cả đùi trước không có bài nào mà gấp gấp gối mà nó không có được vào đùi và không có bài nào tập mông mà không có được đùi sau luôn mông thì nó vẫn luôn có nhưng mình tối ưu gọi là mình tinh chỉnh để làm sao nó ưu tiên nhiều vào cơ mông hơn thôi Ê, chị có thể tập 3 buổi cho mông và hai buổi nếu chị lịch tập đây là 5 buổi nữa, thì hai buổi cho thân trên còn bụng thì chị cứ sau một ngày chị tập một hai bảy bụng là được cứ sau một ngày chị tập hai bảy bụng là được chị mà thích tập như thế riêng cho nó dễ và đùi trong đùi ngoài không quá quan trọng cái đây đâu không quá quan trọng đùi trong với đùi ngoài gì, gì đâu nó cơ adductor thì chị mà thích thì chị có cái bài duỗi cho hông ngang ấy thì có một cái máy nó cũng duỗi ngược lại thì đấy là đùi trong rồi đấy là phần đùi trong là cơ khép háng đùi ngoài thì thực ra cái cách mình vảnh chân ra thì nó ưu tiên vào cái cái cơ tứ đầu đùi nó có cái phần ngoài của tứ đầu đùi và phần trong tứ đầu đùi thì mình chỉ cần chỉnh cái hướng là nó ưu tiên hơn nhưng không quá quan trọng đối với nữ cái điều đấy đâu ạ chị cứ chọn cái tư thế nào mà chị dễ tập nhất, thoải mái nhất là được, chứ không cần chia đùi trong, đùi ngoài nữa. Và ba buổi mông như thế thì sẽ thường nữ sẽ ưu tiên vào phần mặt sau thì chị có thể có hai bài ưu tiên vào mặt sau. Mặt sau của của chân ấy thì nó mông với đùi sau đấy ạ. Còn cũng phải nên có một buổi nó cho đùi trước hoặc là toàn toàn bộ đùi để cho nó cân bằng sức mạnh giữa phần sau với trước sau này nó cũng đỡ lệch cơ lệch cơ ví dụ như lệch cơ sức mạnh của đùi, đùi trước với đùi sau thì đi chạy bộ khi chạy bộ hoặc leo cầu thang nó dễ bị đau lưng hoặc là hay bị, bị xương chậu bị bị sai lệch tư thế xương chậu Ok anh em chia sẻ dùng bằng cái đi chia sẻ livestream dùng bằng gái bị tê các đầu ngón tay. Chúng nãy anh có nói rồi đúng không ạ? Có nhiều nguyên nhân để tê ngón tay có thể sai lệch thì tê ngón tay là do chèn dây thần kinh, dây thần kinh nó bắt đầu từ phần cột sống ở vùng ngực và vùng vùng cột sống cổ của chúng ta nó kéo dài xuống thì em bị chèn đâu đấy ở những khớp này. nay anh vừa nói rồi đó clip nó bao nhiêu một hộp à khoảng đâu đấy 25 đến 30 nghìn về protein có nhiều dòng đấy em nhờ em nhắn tin vào này anh gửi ảnh cho từng dòng có sản phẩm bổ sung cho việc giảm cân không ạ à? có chưa ạ tất cả những sản phẩm liên quan đến tăng cơ giảm mỡ bổ thực phẩm bổ sung nó đều có liên quan đến cái đấy anh em có thể nhắn tin vào nhé bằng thực phẩm bổ sung thì dòng có rất nhiều bằng lái chim thì hay ngồi trả lời câu hỏi chứ lại ít uh, cái gì nữa nhỉ ít đấy thì tùy mục đích của các bạn giả sử như rượu cao này biết biết dùng thì nó cũng tăng cơ giảm mỡ bạn còn giảm cân giảm cân thì nó vì là nó là thực phẩm bổ sung ấy nên là để ý cái chế độ của bạn đã chế độ của bạn làm sao để ăn uống để giảm được còn thực phẩm để nó hỗ trợ thêm thôi thì bạn có dùng mà bạn không có thâm hụt calo thì không giảm được thì bạn có thể nhắn tin nếu bạn là người mới ví dụ như cái này là nữ đúng không chợ chị chân đào là nữ thì cái này là phát banner để làm tăng cái chỉ số trao đổi chất cho mình lên cũng được cái pre này cũng được pre thì nữ họ nhiều khi không thích nhưng nếu chị tập mông chị mà tập mông tốt và tập buổi sáng chị cũng có thể dùng cái này học cao dùng một phần ba thìa thôi vừa tập luyện tốt cho phần chân mông vì nữ họ sẽ không cần sức mạnh lắm nhưng mà nếu tập mông thì vẫn cần sức mạnh với tăng được độ phì đại mà thì nó tập luyện tốt hơn, tinh thần tập cũng tốt hơn để nó đốt được nhiều calo hơn đấy ạ. Nhưng nó phải có kết hợp với chế độ ăn nữa chứ còn mình mà đã tập tốt nhưng mình ăn nhiều thì cũng rất khó để giảm cân vì nó là tổng calo mà tổng calo mình mà còn free này à cái gì nhỉ phát banner thì nó giảm cân tự nhiên để nó hỗ trợ chứ không có đốt mỡ gì đâu nhé, nó hỗ trợ cho mình trong cái việc là tăng cái chỉ tăng cái chỉ số calo của mình được đốt trong ngày thôi. Đây là bằng siết nên bằng về uống một số loại như thế này. Glucosamine thì ngày nào cũng uống nhưng mà trước mà hay uống vào buổi sáng. Có ví dụ như như whey thì nó bổ sung protein cho mình nhưng nó ít calo hơn so với một số thứ. Thì mình ăn đủ protein nhưng mà lượng calo nó cũng ít hơn. Hoặc một số dòng whey thì nó có tích hợp pháp văn trong đấy. Nhờ chị nhắn tin vào. VL Dì cứ nhảy đi nhảy lại mấy cái comment nãy giờ vậy, nhảy đi nhảy lại là sao nhỉ? À, mình đang kích từ trên xuống mà đây là cái phần mềm livestream chat, stream thì nó kích vào được. Ví dụ kích vào bạn này, kích mắt bạn này này, kích này, kích dưới này, đấy thì kiểu như thế. Thì comment nó vẫn có ở cái dòng bên trái này các bạn. Mình đọc đến đâu thì mình kích cho nó. Cách tính phần trăm mỡ trên cơ thể thế nào nhỉ, bằng? phần trăm mỡ trên cơ thể cách đơn giản nhất là anh ra phòng gym anh đo máy in the body không thì anh nhìn vào có một cái ảnh ở trên mạng ảnh thì nó cũng tương đối bởi sáng sớm anh cởi trần anh nhìn vào gương xem mình giống với cái ảnh nào nhất ở trên đấy thì nó cũng tương đối không anh dùng kẹp mỡ có nên dùng phương pháp dùng siết cơ để giảm cân không anh có phương pháp siết cơ để giảm cân là gì ạ siết cơ để giảm cân là gì? Nó không có phương pháp nào siết cơ đâu anh em. Làm gì phương pháp nào siết cơ giảm cân? gọi là siết cân. Siết cân thì thường câu đấy là siết cân thi đấu kiểu kiểu như thế họ hay nói thành quen là giảm cân đấy. Giảm cân thì thông thường bên thi đấu thì họ để ý giảm mỡ và họ cũng có mục tiêu giảm cân. Nhiều khi họ không không muốn giảm mỡ nữa nhưng họ phải giảm cân để đúng cái hạng cân thi đấu của họ. Em kết hợp tập với ghim có được không? Được nếu em thích thì được mà Chỉ là mình dùng tập trung vào hai cái thì nó không tốt bằng một cái Nếu mục tiêu mà như kiểu em tăng độ vĩ đại cơ bắp thì em tập hai cái nó sẽ ít hơn Kiểu em yêu hai người thì khó trọn vẹn hơn với yêu một người Uống quay trước buổi tập có ok không anh Trước sau gì cũng được Nó phụ thuộc vào cái bữa ăn chính của mình Giả sử như mình uh, 5 giờ 6 giờ chiều mình tập mà trưa mình ăn sớm 10, 12 giờ ăn mà trong chả có bữa bữa đầu tập thì đi làm về làm tiểu quay xong tập luôn tập xong về ăn tối luôn cũng được hoặc là nhiều ông có hai thiều quay thì trước tập làm thìa sau tập làm thia chả sao cả ba 30.000 một thìa cái trung bình như 30.000 một thìa thì cũng khác gì bữa ăn của mình đâu giống anh em uống cốc cà phê mà làm sao nó tăng được cái hàm lượng axit amin xung quanh buổi tập mình cao lên là được em squat là bị t hai cánh tay không biết nguyên nhân do phần khớp vai yếu hay em bị chấn thương em squat bị t hai cánh tay khả năng cao là em để cái thanh đòn nó bị chèn vào cái phần cái dây thần kinh nào ở chỗ cuộc sống của chúng ta em để ý, để ở cái phần dày nhất của cơ tráp và cái tay mình hơi đẩy ra sau này thì cơ tráp nó gồng lên này Xong để cái thanh đòn nó lên đấy lên đúng cái điểm mà cơ dày nhất đấy chứ đừng để vào cái xương nó cũng đau xong khi mình tay để này mình kẹp lại mình hơi đẩy khỉu tay ra trước một chút xíu để gồng cơ lát tốt hơn để lưng nó nó cứng hơn thì tê có thể là do bị chèn em xem cái video mà uh, cách squat trên youtube của anh ấy cách squat squat đúng cách mới đây thôi thì anh hướng dẫn chi tiết có cả phần đấy, đấy. cách để tay thì có hết nên uống creatine trước hay sau tập uống lúc nào cũng được creatine uống lúc nào cũng được thuận tiện cho bạn được, bạn cũng có thể pha nó với với BCAA hay pha nó với whey uống cũng được, uống cho đỡ quên thôi. Nó như ăn uống hàng ngày của các bạn đi các bạn, các bạn ăn thịt cả trứng sữa nó không có creatine mà. Ngày nên tập bao nhiêu, ngày nên nạp bao nhiêu phát từ từ hay vậy anh? phát mình không thể tính chính xác được bởi vì nó luôn luôn có trong nếu như bạn ăn đạm tự nhiên thì nó luôn có ví dụ như thịt bò thịt gà thịt lợn gì lúc nãy bạn ăn con gà nguyên con nó cũng có nó ít hay nhiều thôi nó cũng có trong lòng đỏ nhưng mình có thể áng được thì bạn có thể này này cách đơn giản nhất là nó khoảng đâu đấy 20 đến 30 tổng calo đến từ phát thông thường là 30 tổng calo đến từ phát ví dụ như bạn đang muốn làm 2.000 calo mỗi ngày thì khoảng đâu đấy 600 calo đến từ phát 400 đến 600 calo đến từ phát tùy bạn Là nó vẫn trong ngưỡng mình sức khỏe bình thường Và phát thì calo nó đậm đặc hơn Một tí là nó đã calo nó nhiều rồi Phát nó hơn gấp đôi cáp Calo của phát ấy. nó 9 calo trên 1 gram Còn cáp và protein thì nó có 4 calo thôi Chưa bằng một nửa anh ơi em mất bao lâu để giảm mỡ bụng vậy? Anh mất bao lâu để giảm mỡ bụng vậy? Anh giảm mỡ anh giảm mỡ bình thường chứ không không giảm quá nhanh. Thì anh dự kiến anh định 2 tháng sau thì anh mới xuống. Anh mới xuống bình thường hôm trước anh là 15 16% mỡ thì hôm nay mới là 14% mỡ thôi. Lần đầu nó xuống nhanh hơn nhưng càng sâu thì nó càng khó hơn nhưng anh không có mục tiêu xuống nhanh. Thì em cứ tính như này này mỡ bụng của chúng ta giảm khi mà đối với nam thì có thể là từ 15% body fat trở xuống thì nó ưu tiên lấy mỡ bụng nhiều hơn và nữ thì đâu để 20% thế thì mình thâm hụt được 7700 700 calo là mình giảm 1kg mỡ trên cơ thể cứ tính theo con số như thế thì nếu như mỗi ngày em giảm được 500 calo nếu kỷ luật thật sự mà mỗi ngày giảm 500 calo thì khoảng đâu đấy một tuần giảm được 0,5kg mỡ một tháng giảm được đâu đấy 2kg mỡ Thì em nhân với cái phần trăm mỡ cơ thể của em hiện tại Thì em sẽ biết là nó xuống được bao nhiêu trong bao nhiêu tháng để là tính cái, cái lý tưởng nhất của con số đấy các bạn Còn mỡ giảm đâu đấy xuống 12% thì gần như là mỡ bụng nó ít đi rồi Quay giá học sinh có bao nhiêu anh? Uh, quay giá đâu đấy có tầm 25 đến 30 nghìn một thìa trên trên dưới 30 nghìn một thìa kiểu kiểu như thế nhiều dòng ở sau nó tùy vào phân khúc giá anh em nhắn tin vào nhé em squat là bị tê hai cánh tay không biết hỏi rồi đúng không ạ trả lời rồi mà do chèn ép dây thần kinh rồi em dừng tập rồi cảm ơn anh Việt Anh anh Việt Anh trả lời cho anh anh em ở đây luôn Hello Phi Hồng Thanh. Mới hôm quả nay mới xem like rồi cảm ơn anh em siết nên cardio không ạ? À. à, cardio có thể vào cuối buổi cho đỡ mệt mỏi quá mà tùy vào phần trăm mỡ của bạn ấy Phần trăm mỡ bạn đang cao và bạn muốn tăng cơ thì bạn cứ tập gym thôi và cuối buổi bạn cardio. Cardio nhiều nếu bạn thích thì bạn cứ cardio thì chả sao cả. Cardio nó cũng giảm được mỡ nếu mục tiêu của bạn chỉ là giảm mỡ. Nó tùy thuộc vào cái thứ nhất là sở thích thứ hai là mục tiêu nếu mục tiêu mà tăng độ phi đại cơ thì không cần qua quá nhiều 10 phút uh, sau buổi tập là được rồi khi mà phần ra mớt xuống thấp là bạn bạn mệt thì bạn có thể lít dạng cardio như kiểu là lít vào cuối buổi tập còn bạn cardio cường độ cao quá thì nó hay gây cảm giác thèm ăn cho chúng ta ok 1m65 nặng 62kg gầy mà bụng 8,3cm bằng tư vấn tập giảm bụng với 65 nặng nặng 62kg mà mét 65 thì đâu có phải là đâu có phải là quá cân nặng đâu, chẳng qua là mỡ nó ở bụng nhiều và phần trăm mỡ cơ thể nhiều có thể là chưa tập gym hoặc là cơ bắp đang ít thì thường bụng nó sẽ to hơn là chuyện bình thường bằng trước 59kg mà bụng vượt mặt luôn bụng to hơn ngực mà trước mình chưa tập gym mình uống rượu bia nhiều thì anh cứ đi tập đi đã đầu tiên anh toàn nguyễn chưa đi tập thì cứ đi tập đi còn đi tập rồi mà bụng không giảm thì để ý vào ăn uống vẫn có hay nhậu nhẹt không thì cơ bản em chia sẻ hết rồi còn cụ thể anh có thể nhắn tin thì em mới biết được là anh đã tập như thế nào Ở tập thì giảm mỡ giảm bụng là vẫn là thâm hụt tổng lo nhưng mà mình cũng có thể là cách biết cách tập thì mình tăng được cái vòng một vòng vòng một ở trên này nó to ra này xương bả vai thì nó to ra thì tương quan giữa giữa vòng 1, vòng 2, vòng 3 nó khác đi. Còn giờ mà nói tư vấn cách tập thì nó nhiều bài lắm. Ví dụ lịch tập thì bạn cũng chia sẻ nhiều trên YouTube, cách tập cũng chia sẻ nhiều video YouTube anh Toàn Nguyễn, bạn Toàn Nguyễn ấy có thể lên YouTube Nguyễn Bảo Hoàng để xem ha. Em muốn học PT bắt đầu từ đâu vậy anh mong anh tư vấn ạ. À? Bắt đầu từ đâu? là sao ạ? Đọc PT làm nghề PT hay sao ạ? Kể cả em có học có ấy thì em cũng phải thực hành nhá. Anh cũng có khóa đào tạo huấn luyện viên. Nếu mà mình chưa biết thì mình có thể em chưa đi học thì em cũng có thể tìm hiểu về tập luyện, trải nghiệm lên cơ thể mình thì thông thường nó sẽ những cái mảnh vụn ghép thôi, nó không hệ thống được lại. Nó không thể một chương trình mà cho tất cả nhiều người được nên là nếu mà em chưa có điều kiện đi học thì em cũng bản thân em cũng phải biết tập luyện đã chắc chắn em phải biết tập luyện và biết về dinh dưỡng làm sao em tăng cân giảm cân cho chính bản thân mình được thì kể cả youtube của anh thì em cũng xem được và biết được những kiến thức đấy rồi nếu em bắt đầu mà không chưa có điều kiện đi học trải nghiệm như thế thì đấy là cái đầu tiên em bắt đầu được còn PT thì cái đấy là cái cơ bản rồi phải học về dinh dưỡng ít nhất là cái cơ bản về dinh dưỡng thôi vì mục tiêu của mình là tăng cơ giảm mỡ cho người ta thì có cả tập luyện nữa cả dinh dưỡng và phải học về cái fitness thì nó rất nhiều bài tập nhưng mà học về năm chuyển động cơ bản của fitness thôi trong đấy ví dụ như core training và năm chuyển động cơ bản của fitness và bạn biết về giải phẫu cơ thể chứ không phải biết như bên y đâu nhá không cần phức tạp như thế biết về hệ cơ hệ xương hệ thần kinh và khái quát về hệ hô hấp, về tất cả các hệ trên cơ thể và nhấn mạnh vào hệ cơ, hệ xương và như kiểu là khi nào tích trên để nó tạo ra ba cái ba cái chuyển động đấy để bạn đánh giá được tư thế. Sau khi mà biết tất cả những thứ đó rồi thì tập luyện, bạn biết năm chuyển động chính thì bạn phải thực hành cho bằng được thì thôi đã thì khi bạn thực hành rồi bài học chỉ kiến thức đấy chỉ biến thành kiến thức của bạn là lý thuyết biến thành của bạn khi mà bạn trải nghiệm đủ lâu bạn lặp đi lặp lại nó đủ lâu còn uh, nếu muốn làm PT thì còn nhiều thứ phải học nữa ví dụ như bạn cũng phải có cách ăn nói cách nói chuyện thì trực tiếp uh, trực tiếp huấn luyện ấy thì nó phải có ít nhất một tháng để dành những công việc đấy ví dụ như bán hàng chốt sale hay là Tư vấn khách hàng, hay là cái kỹ năng sư phạm của mình thì phải có bạn partner để mình tự tập, tập luyện cùng nhau cái đấy, theo đội nhóm chia ra. Kể cả có dạy online trước rồi thì mất khoảng đâu đấy gần một tháng để tập được những cái này. Anh ơi, khớp xương ở rãnh ngực của em, <laughs> nó hay bị khó chịu khi ướt ngực, khi ướt ngực nổ khớp là sao nhỉ? Ấn ngực nổ khớp được thì đỡ Còn không thì có đau hơn là em bị sao Em mô tả anh cũng không hiểu luôn đấy Khớp xương ở rãnh ngực Ở rãnh ngực là chỗ này đúng không? Chỗ này đâu có khớp xương Nó có phần sụn nối giữa các xương sườn và xương ức Chứ làm gì có khớp ở đấy đâu Còn nếu mà cơ ngực nó căng quá Nhiều người mới ấy, thì nó có Nó bị căng căng ra quá mức Thì nó cũng sẽ gây đau thôi, gây tổn thương cả thôi Nó sẽ tự hồi phục Nếu mà tổn thương ở dạng nhẹ bình thường Thì cái phần gân Gân là cái điểm cuối nối giữa xương vào uh, Cơ vào xương đấy anh em Thì nó sẽ đau Anh ơi làm cách nào để mông to mà bụng bé lại Em ăn nhiều có tăng mông Nhưng <laughs> bụng cũng tăng theo à, Khi mình đo thì đo vào buổi sáng ấy đo vào buổi sáng, buổi sáng sớm còn em ăn trong ngày ví dụ như anh ăn sau thì bụng anh cũng nó căng lên, đồ ăn nó chứa vào hoặc là mình chưa đi vệ sinh được thì bụng nó cũng no lên, nó cũng căng lên. Còn em đang xả thì nó sẽ lên đều, nó lên đều là bụng thì nó lên mỡ. Mà em tập khi trong cái quá trình em mà xả, ấy, anh em mà xả ấy, thì cố gắng tập để tăng cái cái sức mạnh mình lên nữa và tập luyện tốt hơn để cơ nó dày hơn. thì mông nó tăng nhưng mà chủ yếu là mình muốn tăng cái cơ ở mông. Nếu em nó muốn xả là mình tập luyện tốt là cái điều kiện cần. Khi mà mình xả thì mình có sức mạnh tốt hơn đúng không? Mình có nhiều dinh dưỡng hơn thì mình tập luyện tốt thì điều kiện cần để tăng cơ thì cái dinh dưỡng này nó xây dựng cái cơ mông được nhiều hơn, to hơn. Và sau khi mình mà hết xả rồi mình giảm mỡ thì mình mình ăn thâm một calo lại thì nó giảm, nó sẽ giảm cả mông và cả bụng. Nhưng mà khi đấy cái cơ mông mình đã to hơn rồi thì vẫn là cái bài toán tập cho cơ mông thôi và ưu tiên cho mông ví dụ như cái chị lúc nãy hỏi ấy, thì lịch tập 3 tuần một buổi cho mông ấy giảm mỡ thì nó đều giảm mỡ đều toàn thân và bụng là nơi cuối cùng thông thường là nơi cuối cùng nó giảm mỡ lương PT dao động trung bình tầm bao nhiêu tháng anh tùy vào thành phố tùy vào điều kiện của từng thành phố và bây giờ thì nó cũng rẻ cho nó không đắt nó là dịch vụ và trải nghiệm dịch vụ khách hàng nếu PT mà giờ ở một số phòng có áp lực lớn họ làm với kể cả phòng lớn họ chả cần đầu tạo đâu vào mày có chạy được doanh số hay không để làm sao tao có lợi nhuận là được chủ có lợi nhuận là được chứ còn thậm chí chả cần phải chuyên môn nhưng biết bây giờ thật bằng mà có nhiều khách mà qua kể cả những cái phòng lớn ấy mà không tiện đọc tên ở đây nhưng phòng lớn họ squat cơ bản họ còn chưa đúng cơ cơ bản họ squat họ huấn luyện cho khách khách qua hai ba đời PT rồi thì áp lực về doanh số và cái lương của nó thì cũng tùy từng nơi và nó tùy vào cái sale của bạn có nghĩa là bạn sẽ ăn phần trăm bạn sẽ ăn phần trăm theo đấy có tùy phòng có phòng 20 phần trăm 30 phần trăm và phải đạt cái chỉ số đấy thì mới được giả sử như là 10 triệu một tháng đi, giả sử như là bạn chốt được hợp đồng 10 triệu đi thì bạn được 20% trong đấy hoặc 30% hoặc là trong tổng cái doanh số của bạn mà một tháng bạn được 100 triệu chẳng hạn thì bạn được bao nhiêu phần trăm? Càng nhiều thì phần trăm nó cũng hưởng được càng nhiều, thì nó ăn theo doanh số còn lương là lương cứng. Lương cứng thì không đáng bao nhiêu đâu. Lương cứng thì tùy địa phương, tùy vùng có thể 5 triệu, 3 triệu, 7 triệu. vậy anh ơi em vô anh học sau ra làm việc với anh hay như nào không anh không bao trăm phần trăm làm việc đâu à, không bao trăm phần trăm làm việc đâu anh em mà anh bây giờ cũng chưa mở lớp đâu ạ thưa à, trước anh mở lớp anh thấy nó có bất tiện thế này này nó kéo dài thời gian quá thì cả hai bên đều mất thời gian và mất tốn kém hơn có nghĩa là mình muốn để đào tạo được tất cả mọi thứ như thế thì một tháng nó sẽ không đủ được nó sẽ không đủ được cho anh em mà anh em kéo dài 3 tháng 4 tháng thì anh em bị mất thời gian mất thời gian rồi tốn tiền anh em anh em đi xa thì anh em phải thuê nhà thuê cửa ở ở ngoài nó sẽ tốn kém hơn nên là sẽ tổ chức theo kiểu là học online trước về phần lý thuyết gần như phải học trước đã học trước hết rồi đến chỉ có thực chiến nữa thôi thì nó tiết kiệm thời gian hơn cho anh em em cao 1m64 nặng 65kg nặng 2 25... năm tập 2 năm rồi mà bụng vẫn to bụng đâu có tám mong anh tư vấn em nhắn tin giùm anh nhá em đang tập luyện như thế nào đang tập luyện như thế nào để có thể quay được cái video vì em đã bảo là tập 2 năm rồi này thứ nhất là nói qua cái lịch tập của em cái dinh dưỡng em ăn uống hàng ngày thì thông thường em hay ăn gì thứ ba là nếu mà có được ảnh body của em và mai mốt mà đi quay đi đi tập ấy thì quay cái video em tập như nào nữa vì hai năm rồi mà không tăng được mà bụng cũng không giảm được mục tiêu của em vẫn là tăng cơ giảm mỡ về k vợ em 150 nặng chỉ năm body fat là 46 nếu ăn đúng tập đúng thì một tháng giảm được bao nhiêu bao nhiêu kg á bao nhiêu kg kiểu 10 kg cũng có thể giảm được nếu mà chỉ tính kg 10 kg cũng giảm được không bị lý gì quá mức nhá 10 hoặc hơn 10 thậm chí 20 cũng giảm được ý. em <laughs> có chịu được không chịu được cái áp lực đấy không Nên là có thể 10 kg là hoàn toàn ok được nha ở giai đoạn đầu như thế này nên chia pre trong cái bài như thế nào chia rep à trong các cái bài như thế nào là rep số rep số lần lặp lại tùy anh em thôi nếu ai trình độ anh em biết tập rồi có thể là nằm trong 8 rep những bài nặng nằm trong 8 rep hoặc cũng có một số người mà tập siêu tốt nữa rồi có thể là tập theo mắc OT 4 rep thất bại trong 46 nhưng những bài nặng thông thường 8 rep 8 10 cũng được 8 10 có nghĩa là mình lũy tiến lên lần đầu mình có thể cùng một lượng tạ đến mình chỉ đẩy được 8 rep nhưng mà theo thời gian mình khỏe hơn mình không có tăng tạ mà tăng khoảng rep lên 9 rep 10 rep những cái bài cô lập hơn thì có thể số rep cao hơn, có thể là 12, có thể là 15, có thể là 20 tùy khoảng nào cũng được hết ấy. Nhưng mà bạn mà tập nặng thì bạn hay bị ăn gian. Ăn gian số lần tập thì sau này bạn không nâng được tạ nữa. Bạn quen cái thói tập ăn gian như thế rồi cơ thể nó không mãi tăng tạ được nữa. Mục đích của tăng tạ là để lũy tiến thì có rất nhiều cách lũy tiến trước khi mình nghĩ đến việc tăng tạ. Em nghe nói uống whey có bị nóng trong người và lên mụn không anh? Quay các sản phẩm quay bên anh thì gần như không có bị lên mụn nóng Nó cũng tùy vào cái sản phẩm quay bạn chọn nữa Và tốt nhất là đừng có mua hàng nhập lậu Hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ Còn quay bản chất thì nếu mà hãng lớn và có nhập khẩu có niêm yết giá Và phân khúc giá giống nhau Phân khúc giá nó theo chia phân khúc giá không nhau Thì khoảng lâu đầy 30.000 một thìa thì gần như cũng không bị đâu mà hiếm người là trường hợp cá biệt lắm ở bên Anh thì chưa có trường hợp đấy. OK, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bằng sẽ xin kết thúc livestream ở đây. Chúc mọi người một buổi chiều cuối tuần vui vẻ. Hôm nay thứ bảy rồi vẫn tiếp tục livestream. Cảm ơn mọi người. Và trong livestream này, Bằng cũng chưa trả lời được. Nếu như anh em mà cần thêm gì thì anh em có thể nhắn tin vào hộ Bằng nhé. OK, cảm ơn các bạn.